Đây ở Việt Nam sư giả nhiều quá, làm ảnh hưởng sư thiệt. Buổi sáng cái anh mặc ở trong bộ đồ đời vậy, cái anh lấy cái áo khoác vô rồi anh lấy cái nón len anh đội vô, rồi anh cũng cầm bát, anh cũng cầm đi vậy đó. Mà cái hành xử của ảnh nó không đúng là cái người tu. Nhưng mà cái người nào mà người ta tin mắt, người ta nhìn cái thôi là ta biết người này không phải người tu. Người tu không có thái độ đó. Cái người tu mà thật á, dù tu dở cỡ nào đi nữa, họ cũng đã trải qua một thời gian lớp học nào ở trong chùa rồi, họ không thể nào có những thái độ đó được. Còn nếu một người nào tu thật mà có thái độ đó thì thôi dở không nói rồi. Cho nên cái người nào mà ta tin mắt, ta nhìn cái ta biết giả. Cho nên đôi khi người ta đâu có biết mình là ai, mà ta chỉ cần thấy khoác cái áo vàng đó lên, ta nói người tu. Trời ơi cô khổ. Ảnh đi xin xong chiều về cái ảnh nắm tay người yêu, ảnh vô tiệm ảnh ăn, ảnh cũng mặc nguyên bộ đồ vậy đó. Cái người ta mới chụp hình lên, ta mới bỏ lên mạng. Ta nói trời ơi thầy tu đời bây giờ modern quá, tu mà có bạn gái. Cho nên nó ảnh hưởng những cái vị mà người ta thật sự tu. Vì vậy cho nên mình nhớ là hễ mình có cái bóng dáng gì đó, cái khoác cái áo gì lên, cho ta định mình một cái danh nghĩa. Chẳng hạn như hôm nay tình cờ mình đi chùa, đi chùa cái mình lấy cái áo tràng mình mặc vô, gặp thời cái bạn của mình đi chùa gặp mình nữa, chúng ta về ta nói nha, bữa nay bà đó bà tu. Từ đó về sau mình mà lạng quạng, ta nói trời ơi bà đi chùa đó, bà đi chùa bà dữ vậy đó, thí dụ vậy. Cho nên người ta thấy cái áo mình là người ta đặt cho mình cái tên là tu. Vì vậy cho nên á, người nào mà thật mang cái áo đó mà hành xử không có đúng như vậy. Hôm rồi trên mạng họ có quay được một cái đoạn, cái bà đó bà mặc cái áo tu, áo tràng lam của Phật tử nè, và bà đứng bà chửi. Thành thử ra mấy cái đó mà người ta có sẵn sàng máy hết, giờ 99% mọi người đều có phone hết, mà hễ nhúc nhích một cái ta cầm cái phone ta quay, ta quay ta thả lên mạng, rồi là bắt đầu là bao nhiêu những cái tiếng, những cái lời nói cho nguy hiểm lắm. Thì cái vị Đề Bà Đạt Đa này có hành xử như vậy, cho nên các thầy dèm pha ông này như thế này thế kia. Cho nên Phật mới dạy cái câu kinh này: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược. Tại vì cà sa là chiếc áo giải thoát ly nhiễm. Mà bây giờ mình mặc cái áo đó rồi mà tâm mình vẫn còn nhiễm, vẫn còn thích thế gian, thì tâm và áo nó không tương đồng. Tổ Quy Sơn á, ngài có nói một câu này trong Quy Sơn Cảnh Sách đó: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, bước đi thì mình đã bước tới một chân trời cao rộng. Người xuất gia là người bước tới một chân trời cao rộng. Còn ngoài đời á, thí dụ như mình có gia đình rồi, ta nói lập gia đình rồi phải không? Mà lập gia đình gọi là coi như mình điên bước rồi đó. Nhưng mà lỡ mình đổ vỡ cái mình có người thứ nữa, cái ta nói bước một bước nữa. Vậy thì ai cũng bước hết á. Nhưng mà cái bước của người đời là mình bước vào cái lụy, cái khổ. Nói theo người xuất thế gian nha, chứ còn ai cũng sẽ cãi nó, tôi đâu có khổ gì đâu, mình khổ mình vui mình tự biết. Nhưng mà cái người xuất gia là người bước tới một chân trời cao rộng. Cao rộng là gì? Không có ràng buộc. Mình có hạnh phúc cũng là một hình thức ràng buộc, tại vì đi đâu cũng phải về, làm gì cũng phải nhớ bổn phận. Đó là cái bổn phận của mình. Cho nên á, lập gia đình, có gia đình đâu có sao đâu, bình thường. Nhưng đó là mình có cái sự ràng buộc, phải lo cho chồng, cho con, cho gia đình, vân vân. Còn người xuất gia thì bỏ những cái nhỏ đó để bước tới một chân trời cao rộng. Phù xuất gia giả,
phát túc siêu phương. Thì cái chuyện cần làm là tâm hình dị tục. Cái tâm, cái suy nghĩ của mình đó, cái hình tướng của mình nó phải khác người đời. Dị, dị là khác đi, khác với người đời. Người đời á là mai kiểu tóc này, mốt kiểu tóc kia, mình muôn thở chỉ một kiểu. Cái kiểu của mình là kiểu cạo, kiểu phủi. Vì sao? Vì phủi nghĩa là cạo bỏ. Đã khi thường thường ta kêu là cạo tóc, phủi tóc. Chữ phủi, chữ cạo nghĩa là gì? Là gột sạch. Cho nên cái tóc là những cái rối rắm, cái phiền não còn vướng bận. Người tu là cạo cái đó. Cạo cái đó rồi làm gì nữa? Mặc cái áo, mặc cái áo tu. Nếu mà mình người tu mà mình còn cạo cái đầu, mặc áo đời thì giống cư sĩ. Hồi xưa các vị nam không có dám cạo đầu đâu nha. Tại vì ngày xưa mà cạo đầu là ở tù mới ra. Người nào ở tù mới ra mới cạo đầu. Cho nên hồi đó mấy thầy mà mấy chục năm trước mới đặt chân qua Canada, qua Mỹ, họ gặp mấy thầy họ sợ lắm, họ né, họ tưởng mấy mình là ở tù mới ra. Bây giờ đã thành cái mod rồi. Chứ cái mình cạo cái đầu là mình mặc cái đau. Nói chung là cái hình tướng của mình, nhưng mà cái tâm của mình nó phải hai cái đó, tâm và tướng. Cái cách sống và cái hình thức nó phải khác đời, gọi là tâm hình dị tục. Như thế mình mới làm được cái việc là Thiệu Long Thánh Chủng, làm cho cái dòng giống của bậc thánh được hưng thịnh lên, gọi là Thiệu Long Thánh Chủng. Còn người đời là người ta nói giỏi tông đường, ta nói giỏi cho bà con, cho dòng tộc. Người tu là không nói giỏi dòng tộc, mà nói giỏi của Phật Pháp, nói giỏi của, nói dòng giỏi cho bậc thánh, gọi là Thiệu Long Thánh Chủng, làm cho cái hạt giống của bậc thánh mỗi ngày mỗi tăng trưởng lên. Để mà làm gì nữa? Trấn nhiếp ma quân, hàng phục các thứ ma, trong đó có ma phiền não, vân vân. Cho nên ai mặc áo cà sa thì tâm phải lìa uế trược. Người đó phải làm gì? Phải chế ngự sống chân thật. Chữ chế ngự là gì? Chế ngự nghĩa là phải ngăn ngừa những cái gì nó chưa phát. Ở trong Phật giáo á, có đề xướng ra bốn thứ cần làm. Phải siêng năng. Thứ nhất, việc ác chưa sanh đừng để nó sanh. Nếu lỡ việc ác đã sanh, tìm cách dẹp nó. Việc thiện chưa sanh, làm cho việc thiện sanh. Việc thiện đã sanh, làm cho mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Cái đó gọi là tứ chánh cần, bốn điều siêng năng cần mẫn chân chánh, giữa thiện với ác. Ác chưa sanh đừng sanh, ác đã sanh phải diệt. Thiện chưa sanh làm cho sanh, thiện đã sanh làm cho tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần. Thì đời sống chúng ta mỗi ngày là chúng ta đang sống theo cái pháp tứ chánh cần chứ gì nữa. Thí dụ như chưa ăn chay nên phát nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày. Ngày thôi được không? Phải làm được. Một ngày, một tháng mà có một ngày chay mà không được sao? Rồi, một tháng ăn chay một ngày. Hỏi ăn ngày nào? Ăn ngày nào thuận lợi nhất cho mình, không cần mùng một rằm gì hết. Quý vị cứ lựa một tháng một ngày, ngày nào thuận lợi nhất cho mình. Bây giờ không biết ngày ta phải không? Ăn ngày Tây đi, một Tây mỗi tháng ăn. Hay là mỗi tháng tôi nghỉ được, tôi ở nhà 15 Tây thì ăn 15 Tây, có sao đâu. Đó, việc thiện chưa sanh làm cho sanh. Ăn được năm rồi, bây giờ cái bụng nó yên, nó chịu rồi. Hồi đó mới ăn cồn cào, đói bụng, khó chịu, thèm. Ăn sau năm hết rồi, bây giờ ăn 2 ngày. Việc thiện đã sanh, chưa sanh thì làm cho sanh, đã sanh rồi làm cho tăng trưởng. Hồi đó đời nào niệm Phật, bây giờ tối đi ngủ đứng ngay bàn Phật, Nam Mô Di Đà Phật 10 câu, hay Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát 10 câu rồi đi ngủ.
10 câu có lâu không? 10 câu đâu có lâu. Nhưng mà có làm, bắt đầu khởi tâm hướng Phật. Làm chập rồi quen, tối nào cũng làm nhớ, thiếu sót. Mai mốt tăng lên niệm Phật 10 phút hay là ngồi thiền 10 phút. Hồi nào giờ không biết tụng kinh, giờ xin bài kinh sám hối đi. Đó cái quyển hàng tuần đó, thích bài nào chọn bài đi, mỗi tối tụng bài đó. Một bài đó thôi, tụng để chi? Nhắc nhở. Trong này có 4-5 bài, bài nào cũng hay hết, chọn bài tụng. Đó, việc thiện chưa sanh phải sanh, sanh rồi tăng trưởng. Còn việc ác chưa sanh đừng sanh. Thí dụ không biết chửi thề đừng học, lỡ chửi nhiều quá chửi bớt lại. Chửi đến khi nào mà mình bớt, đến khi nào mình rồi. Ví dụ như hồi xưa không biết hút thuốc lại tập hút thuốc, học xong rồi ghiền thuốc tưởng sao tốn tiền, hôi thân thể, cháy gan cháy phổi, không lợi. Giờ quán chiếu rồi thấy hút thuốc hoàn toàn không lợi, uống rượu hoàn toàn không lợi, chỉ có tốn tiền thêm bệnh. Mà ngồi đâu người ta cũng nói chuyện mình, người ta cứ vậy, dạ anh cứ nói đi tôi nghe. Người ta hôi quá chịu không nói. Rồi mình thấy mình thôi giờ lớn tuổi rồi bỏ đi. Bây giờ thuốc lá cũng mắc lắm, hút tốn tiền thêm bệnh, mà mỗi lần hút là bị cằn nhằn, bỏ thuốc đi. Bây giờ bỏ liền một cái liền đâu có được, bỏ từ từ đi. Hồi xưa hút gói và nửa gói, rồi nửa gói còn phần tư, rồi xuống còn ngày mấy điếu, rồi xuống còn ngàn điếu, rồi ngày còn có ngao à. Hít một cái thôi phiền quá, khỏi hút nữa. Tại sao hồi xưa mình chưa biết hút thuốc, mình phải tập cho được, thì nhất định bây giờ phải tập ngược lại được chứ không sao hết. Tất cả là do mình tập. Cái gì mà quen rồi thì gọi là nghiệp chứ có gì đâu. Đó, bây giờ ghiền thuốc thì kêu là nghiệp ghiền thuốc. Bây giờ hết ghiền thuốc rồi thì nó khác. Cho nên tâm chưa rời uế trược, chế ngự, chữ chế ngự là vậy. Chúng ta ngăn chừa đừng để. Ở trong cái sự tu tập của đạo Phật đó, nó đơn giản chỉ có 3 câu thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Và kính thưa đại chúng, thời của Đức Phật á, khi mà chư tăng mà súng lại mỗi tháng tụng giới, không có tụng gì nhiều á, cứ tụng 3 câu đó là xong buổi tụng giới rồi đó. Tại vì đâu có giới gì đâu để tụng, vì lúc đó chưa có một vị nào phạm giới hết. Lúc đó đoàn thể của Đức Phật thanh tịnh suốt mười mấy năm, không có chuyện gì xảy ra hết, cho nên đâu có chuyện gì trật đâu mà phải đem ra mà nhắc nhở. Nhưng đến khi bắt đầu trong tăng đoàn đông rồi là bắt đầu các cái pháp bất thiện hữu lậu nó sanh, thì bắt đầu giới luật được chế. Và từ đó Đức Phật quy định mỗi tháng 2 lần phải tụng giới, nghĩa là các thầy phải tụng giới, cư sĩ phải tụng giới, các vị nào thọ 5 giới rồi là phải đi tụng giới. Ai mà quy y Tam Bảo thọ 5 giới rồi phải tụng giới. Nếu không về chùa tụng giới, ở nhà mình tự tụng giới, mở cái cuốn giới ra, đệ tử con đọc cái tên đó, đọc pháp danh đó, lúc mình quy y của mình có cái lá phái đó, có cái bản điệp giới đó, đọc cái điệp giới đó. Phải đọc lên để chi? Để nhắc nhở. Ở bên truyền thống của Nam Tông đó, là cư sĩ ở nhà hay là đi chùa gì đó, bữa nào cũng tụng 5 giới đó. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa, là cố ý tránh xa sự sát hại. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dối trá. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự cờ bạc rượu chè. Ngày nào cũng đọc để chi? Nhắc mình. Điều học của chúng ta là tránh rượu chè cờ bạc, say sưa nghiện ngập, dối trá vân vân. Thì các thầy, tất cả đệ tử Phật, từ những vị cư sĩ thọ 5 giới
cho đến các vị xuất gia đều phải tụng giới hết. Vì mình tụng để làm gì? Để nhắc nhở mình. Và hồi xưa thời Phật á, chưa có giới cho nên các vị súng lại mỗi tháng 2 lần tụng vậy thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Giờ chúng ta thêm câu nữa, cho thẳng thành 4 câu, trọn vẹn sự tu tập. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch, ráng cứu khổ chúng sanh, hay là nguyện cứu khổ chúng sanh, tùy mình. Mình nói sao mà mình thể hiện, cố gắng mình luôn luôn nhắc nhở mình trong 4 cái phương pháp tu tập này. Thì cái chữ cà sa nghĩa là hoại sắc. Và cái áo này còn có những cái tên là nhẫn nhục, là từ bi, là giải thoát, là phước điền, là liên hoa. Giải thoát là gì? Không có dính bận. Liên hoa là gì? Không có nhiễm ô. Hoa sen mà trồng ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Nhẫn nhục là gì? Phải luôn luôn chịu đựng. Cho nên tại sao không chọn màu khác mà chọn màu này? Vì màu này là màu của đất. Cái màu vàng này là màu của đất. Mà đất là có khả năng dung chứa sạch dơ. Người tu cũng vậy, phải đủ khả năng dung chứa chê khen tốt xấu khi mà người ta đem đến cho mình. Cho nên ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế, không thật, không xứng áo cà sa. Nghĩa là mình mặc nhưng mà không xứng. Cũng giống như mình không phải là một người vua, mình không phải là hoàng tộc, thì có mặc đồ hoàng tộc vô mình cũng không thể hiện được cái chất đó. Cái người nào mặc áo hoàng tộc là họ đi đứng theo cái phong cách đó. Thậm chí họ uống một ly nước, họ cũng có cái cách uống của họ, chứ không phải cầm như mình mà uống rồi thế này thế kia, ăn uống thô tháo. Vua chúa người ta mặc cái đồ đó vô rồi là phải ăn uống nghiêm chỉnh để thể hiện quý phái, sang trọng. Thì người tu cũng vậy, chúng ta mặc cái áo tu rồi. Thì nói đây là nói cho các thầy, nhưng mà đây là nói chung cho tất cả Phật tử. Chúng ta đều mang một trên mình một chiếc áo, hay nói một cách khác là một nhãn hiệu là Phật tử. Nói rộng ra nữa là chúng ta mang trong người chúng ta một nhãn hiệu, mình là đạo Phật. Thì mình phải thể hiện như thế nào để nó đúng cái nghĩa là đạo Phật. Đạo Phật là gì? Là đạo từ bi trí tuệ. Mà chúng ta sống mà thiếu từ bi, thiếu trí tuệ, thiếu nhẫn nhục, thiếu nhu hòa, 4 đức tính từ bi hỷ xả thiếu, thì người ta nhìn đó, đó, ông đó đạo Phật mà vậy đó, chị đó đi chùa mà thế đó. Cho nên cái áo ở đây là một biểu tượng, để biểu tượng cho cái gì? Cái áo hay cái nhãn mà chúng ta đang có trên người. Người nào mà đi tu rồi là có nhãn nha, đó, đi tu, đi xuất gia. Vậy thì bất cứ chúng ta làm cái gì, chúng ta đều mang một cái danh hết. Ví dụ bây giờ mình là một cái người có chức vụ gì trong xã hội là người ta cũng sẽ gọi mình. Mà mình sống không đúng thì người ta quở. Cho nên cái câu này không dành riêng cho các thầy. Dĩ nhiên là đối tượng là một thầy, nhưng mà chúng ta hiểu rộng thì cho tất cả hàng đệ tử Phật, tất cả chúng ta, ai mà có được một cái duyên lành đến với Phật Pháp thì chúng ta cố gắng sống, đừng để cho người ta có cái cơ hội mà mình, nhất là những cái thô mà nó khó chấp nhận được. Thí dụ như cái chuyện mà phiền não mình phải gặp là chuyện đó khó tránh, nhưng mà có những cái nó rất là thô thì chúng ta cố gắng. Ví dụ như trong chùa hay là trong đạo tràng hay ở nhà đó, nhiều khi ở nhà mình nó gây gỗ, mình chửi bới gì đó, hàng xóm ta nghe, ta nghe xong ta về ta kể với nhau, ta nói ở xóm tôi có cái bà đó hay có cái ông đó, trời ơi tu mà khỏi chê, giữ số 1, thí dụ vậy, hay là thế này thế nọ. Cho nên mình đừng có tưởng không ai dòm ngó mình. Hồi xưa hay Việt Nam hay nói làm gì cũng có 2 bên vai giác. Mình phải là cái người mà ở đâu cũng có cái thiện cái ác, nó đều soi chiếu mình.
ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì. À, ai cũng có giới luật. Chế ngự sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Đó là hai câu đối lại. Cho nên cái phẩm song yếu là vậy đó. Song là đồng với nhau. Thấy không? Hai cái điểm này nè, nó tương đồng và nó đều tương yếu với nhau. Một câu nói vậy, câu nói ngược lại. Thì cái phẩm này là mình sẽ học cứ hai câu vậy đó, rồi qua cái phẩm khác nói chuyện khác. Vì cái phẩm đầu của Kinh Pháp Cú là phẩm song yếu. Và hôm nay chúng ta học đến câu thứ 9, câu thứ 10. Câu thứ 9 là: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế chân thật, không xứng áo cà sa. Câu thứ 10: ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Hai câu này là do cái sự kiện là Đức Phật quở ông Đề Bà Đạt Đa mặc áo cà sa, thậm chí mặc áo tốt, nhưng mà cái cách sống, cái hành xử không có đúng với cái phẩm vị đó. Cho nên ngày xưa Tổ Quy Sơn cũng nhắc, mà cái câu này Pháp Hòa Hà Tối cũng nhắc đó. Từ bỏ người thân, quyết lòng mặc áo tu, và từ thân quyết chí phi tri, thì ý dục đẳng siêu hà sở. Cái ý chí của mình nó phải tương đồng với cái ý mình ham thích mặc cái áo đó như vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ như mình quyết định mình làm việc đó, nhưng sau đó mình không có hết lòng trong cái công việc đó, thì người ta sẽ trách mình. Muốn cái gì là muốn cho bằng được mà không có làm được cái việc đó. Thì người tu cũng vậy, một khi đã muốn mặc chiếc áo tu thì tâm trí của mình đã phải tương đồng với cái chí muốn đó, mặc cái áo của người tu. Thì thôi, cái câu này nó cũng đơn giản, cái nghĩa nó là như vậy. Để mình nói lên một sự kiện và nhắc nhở lại để cho đại chúng cũng biết. Cái áo này tiếng Phạn là ca sa gia, chúng ta đọc là cà sa, nghĩa dịch âm. Cái đó là mình đọc âm thôi chứ chưa có nghĩa. Nghĩa của chữ cà sa là màu sắc không có chính, tức là màu nó bị luốt đi. Rồi dịch nghĩa nữa là giải thoát, là áo giải thoát, là áo ruộng phước, là áo từ bi, là áo nhẫn nhục. Tất cả những cái tên đó nó để gọi cho cái mảnh vải này, cái áo này. Rồi tại sao gọi là ruộng phước? Lát quý vị có dịp, quý vị nhìn cái y có từng thỏ ruộng như này, là do cái sự kiện đó, Đức Phật đi với ngài A Nan, đi ngang một cái đám ruộng, Phật thấy đẹp quá, ruộng chia thành từng lần như vậy. Thì Đức Phật nói với ngài A Nan là: tôi muốn chế cho các thầy một cái áo, lấy cái hình cái miếng ruộng này làm cái áo đó. Cho nên ở Ấn Độ á, ai người ta cũng quấn cái áo giống vậy hết á, ai cũng quấn cái miếng vải đó hết á. Nhưng mà riêng đặc biệt chỉ có cái y của Phật giáo là có chia từng cái miếng ruộng, biểu tượng cho ruộng. Mà ruộng này không phải là ruộng lúa, mà đây là ruộng phước. Cho nên người nào mặc cái áo đó là đang gìn giữ một cái ruộng phước, thì chắc hẳn họ phải là người tích phước để họ mới giữ được cái miếng ruộng đó. Ý nói vậy đó. Cho nên người tu là người kiệm phước mà không dám tổn phước. Mà một khi mình mặc cái áo này rồi á, người ta chửi phải chịu. Tại sao? Tại vì đây là đất. Đất nè, ta đổ nước sạch, nước dơ phải chịu, cho nên gọi là áo nhẫn nhục. Rồi cái gì mà người thế gian người ta dùng mà nó không hợp với người tu, không nên dùng. Thì cái đó gọi là thí dụ thôi, những cái trang sức, những cái áo quần mà người đời người ta mặc, người tu không thể mặc. Ví dụ bây giờ người đời người ta mặc áo da, không lẽ mình nói tôi cũng thích cái áo da. Mình tu mà thí dụ ở trong này mà mặc cái áo nâu rồi đi khoác ở ngoài cái áo da, trời, nhìn coi nó không giống gì hết trơn, phải không? Thành tựu ra có những cái nó mình không thể dùng được, thì mình phải xa cái đó đi, nó mới đúng cái nghĩa là áo gì? Áo giải thoát, áo liên hoa vô nhiễm. Rồi người tu, người đời, người ta bước ra đường là người ta phải trang điểm. Người tu không có trang điểm. Cái đẹp của người tu là cái uy nghi, cái phong cách, cái nói năng, chứ không phải son phấn.
người đời người ta sử dụng cái đó không sao, đó là cái đó là chuyện bình thường. Còn người tu, một khi đã xuất gia đã tu rồi thì không sử dụng son phấn, thí dụ vậy. Thì đó là cái câu, hai câu 9-10 của kinh Pháp Cú là Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay. Thì chúc đại chúng có một ngày an lạc. Kính bạch thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái máy nghe pháp của thầy Pháp Hòa mà không nhớ niệm Phật, vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo thầy Pháp Hòa phải không? Cái này em không có suối à. Quý vị biết cái máy nghe pháp á, bây giờ người ta thâu mấy cái máy nó vô cả ngàn cái bài giảng vậy đó. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, nghe pháp với niệm Phật, cái nghe pháp á là chỉ là cái pháp học thôi. Còn mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình có cái thời khóa nào cho mình á, cái đó gọi là pháp hành. Phật giáo có hai cách để mà tu tập. Nếu mà mình muốn cái pháp hành của mình hay, đúng, thì mình phải có cái học. Học mới biết cái nào đúng mình làm. Cho nên nghe pháp chỉ mới học thôi. Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất mở mang, nhưng mà ôm mớ kiến thức không được, không có tu gì hết không được. Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ người ta hỏi mình là tham là gì? Nói ồ, tham là khi mình muốn quá độ. Sân là khi mình nổi nóng lên. Rồi mình giải, ôi nào mình đọc thơ ha. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là. Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày. Có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không. Ai hỏi mình giảng chàng vậy, mà tới đụng tới mình nổi sân quá chừng, tại mình không có hành. Đấy không? Cho nên học là nghe pháp, hành là mỗi ngày mình ứng dụng. Đấy không? Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai. Còn quý vị mà ôm cái máy quý vị nghe pháp không, nói cái vụ mà chết có theo thầy không đó. Ở bên Toronto có một chị Phật tử, lúc mà chị có mang thai đó, chị nghe băng giảng dữ lắm, mà chị nghe của Pháp Hòa nhiều nhất. Thành thử ra khi sanh đứa nhỏ ra có nó giống Pháp Hòa. Cái ba nó, ba nhỏ nựng đó, mà thật sự hai vợ chồng của bà chưa bao giờ gặp mặt. Pháp Hòa chỉ nghe người thân kể, nó trời ơi, ba nó mỗi lần nựng nói trời ơi, may là ông thẻo của ông ở xa đó. Ông gần là có chuyện rồi đó. Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình, giống như là khi mình có mang thai đó, mình nghĩ cái gì thì nó sẽ giống cái đó. Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó đó, cái có cái cách là người nào mà có mang á, là người ta thường xem hình những đứa bé, xem hình Phật, những cái gì vui để làm chi, để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó. Còn ví dụ như mình ghét cái người đó, mình bực cái người đó, sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó. Cho nên á, hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở, khi mà nhất là người chồng, khi người vợ có mang thai thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai rất là nhiều. Cho nên á, cái công việc mà dưỡng thai đó, mang thai là của người mẹ, và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng. Người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải có trách nhiệm và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai, để hai vợ chồng cùng tác hợp tạo nên một đứa con cho nó đẹp, nó thanh tịnh giống như hai vợ chồng. Thí dụ người vợ cố gắng vui, nhưng người chồng cứ chọc cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi. Cho nên tuy người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải dưỡng thai. Còn người mẹ là người mang thai, và người mẹ cũng phải tiếp nhận cái sự dưỡng thai đó. Cho nên hồi đó có một, có người giải thích đó, tử cung là gì? Là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con, cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy.
Cho nên là quý vị ôm cái máy niệm, ôm cái máy nghe giảng, chỉ là mình học cái pháp thôi. Còn mình ứng dụng, mình hành mới là điều quan trọng. Vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được. Còn mình nghe pháp thật là nhiều mà mình không giải quyết được cái nỗi khổ của mình á, thì không chừng cái pháp đó trở thành ra cái mà hại mình nữa là khác. Nhiều khi mình biết nhiều quá mà mình rồi lúc đó không tự tu, mà cứ thấy ai cũng xung quanh mình cũng trật hết á. Người nào cũng sai đó, bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa Thầy, ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không? Thật sự mình ăn chay thì ăn chay, mình giữ giới, mình không giết. Thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn. Rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh. Còn nhà mà có chuột có gián thì mình nếu vì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó mình có thể làm, nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết. Tôi xin báo cho các Bồ Tát gián biết, đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi. Trong 3 ngày nữa người ta sẽ tới đây để xịt thuốc, thì tôi không muốn tổn thương tổn hại đến quý vị. Tôi báo cho quý vị để quý vị đi. Đó là ở bên Cali á, là cái xứ ấm á, mối rất là nhiều, mối gián. Ở đây là mình có chuột, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, những cái chỗ công cộng là mình không được để cho nó lan tràn ra, thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận. Cho nên đôi lúc vì cái mình ở đâu nó có những cái luật đó rồi, và đồng thời để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải gọi là gì, chấp nhận cái lỗi, nhưng mà chúng ta phải báo để chúng ta không có cố ý, mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị đã biết rồi. Xin Thầy con hỏi, nếu có người thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật được vãng sanh nhưng bị đột quỵ chết, bất đắc kỳ tử, như vậy có được như ý không? Quý hiểu ý câu hỏi không? Hằng ngày thì xin vãng sanh về cõi Phật, nhưng bây giờ người này chết một cách nghĩa là đột ngột như vậy, có được vãng sanh không? Theo quý vị được vãng sanh không? Được không? Được. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều chúng ta không biết trước. 1, không biết mình sẽ bệnh gì. Đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì. 2, chừng nào mình bệnh. 3, khi nào mình chết. 4, chết vì lý do gì. 5, chết ở đâu. Có phải không? Thì Phật nói rồi, có 5 điều mình không biết được. Khi nào bệnh, bệnh gì, khi nào chết, chết vì sao mà chết ở đâu, không biết. Nhưng mà cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này. Còn chết cách nào không biết, mà chết cách nào cũng là chết. Và chắc chắn mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết. Và yên tâm điều đó, vì mình sẽ chết chắc. Không có cái gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là vì mình biết vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, cho nên hằng ngày tâm của mình phải hướng thượng, hướng Phật. Để làm chi? Để khi mình đi cái tâm mình nó có hướng nó đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu đi, thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu? Đi chùa thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng có một cái chỗ đó, trời ơi, chùa chật hẹp mà chưa có cái gì hết, vô nó lạnh, nó đủ thứ hết. Cái người ta hỏi, thôi giờ tụi con đi mướn khách sạn cho thầy ở nha. Pháp Hòa nói khỏi, miễn có chùa là ở được rồi. Thành thử ra ở ngay trong chùa đó, lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì mặc áo lạnh, nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa. Vì cái tâm, trừ khi nào mình không có thì mình mới tính chuyện khác. Còn bây giờ mình có chùa mình ở chùa chứ mắc chi.
Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hằng ngày như vậy. Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch, đi qua các xứ vậy, cái quý vị đến đó cái hỏi người thân ở đây có chùa không? Phải có chùa một cái, có gần đây không? Cuối tuần chở tôi đi chùa một cái, hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái. Tại cái tâm mình hướng chùa. Cho nên đời sống của chúng ta, quý vị sẽ biết một điều rằng rất là vô thường. Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu, chết lúc nào và chừng nào chết. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Cho nên giây phút nào mình còn sống, lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà hãy mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì bất cứ mình chết cách nào mình cũng đều được đi về cái cõi mình muốn hết. Tại mình muốn đi về cõi đó. Còn cái cách này chỉ là bình thường. Cho nên được vãng sanh chứ không sao, tùy theo cái tâm mình hướng. Thưa thầy, hôm con quy y, chồng con là đạo Chúa, con xin hỏi thầy, vậy trong nhà chồng con để hình Chúa có được không? Vì con đã thờ Phật trang nghiêm, con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo, vậy xin thầy giải giùm con. Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị. Cụ Giê-xu với cụ Thích Ca enjoy mà đâu có gì đâu. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mình còn phàm phu thì mình mới còn có ngã chấp mình ta. Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó rồi, các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu. Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt, nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ. Mà tình thương thì thể là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị. Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Bây giờ á, cái điều này á, rất là dễ thương, là hai vợ chồng cùng hướng về cõi đẹp. Chồng hướng về Chúa, vợ hướng về Phật. Thì mình để hai bàn thờ mình kính lại chung có sao đâu. Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị, cấm không cho mình đặt bàn Phật, hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa. Thì cái đó, cái điều đó bất vui, cái điều mà không vui nó xảy ra. Còn giờ mà một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, thì hạnh phúc quá rồi. Cho nên cô phải hạnh phúc, cô phải sung sướng là vì mình được một người chồng có hiểu biết, có cởi mở. Và mình cũng có cởi mở, có hiểu biết, cho nên mình đã tiếp nhận Chúa dễ dàng. Và vậy tại chúng nhớ là chỉ khi nào con người mình còn phàm phu mình mới có khoảng cách thôi. Cũng giống như mình nói thì nói tiếng Việt, chỉ có cái giọng nó khác thôi. Chỉ có cái giọng khác thôi chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à. Vậy mà cũng phân biệt Trung Nam Bắc, thấy không? Rồi cũng khổ theo miền vùng vậy. Cho nên mình hãy càng chia nào khổ hơn nấy, mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc. Cái đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, trong nhà mà giờ năm anh em mà năm cái kiểu nghĩ, năm cách sống, thì có phải gia đình nó không vui không? Anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui. Mà đồng lòng gì? Hướng đẹp hết. Cho nên mình tin cái nào mình đừng có bác người ta. Cái đó là cái điều không có nên, mà không có dễ thương. Mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác. Và thưa đại chúng, là quý thầy đi giảng đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ. Tại vì có đôi lúc mình không có chỗ, mình đi mượn nhà thờ. Mà nhà thờ rất là dễ thương, các vị linh mục cho mình mượn luôn. Như vừa rồi là Pháp Hòa giảng ở Hawaii, ở Maui, hai ngày khóa tu giảng, những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn, chứ không phải là giảng ở trong cái ho, trong cái hội trường gì của họ, giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà Master còn ra tiếp mình, chào mình nữa. Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá chừng, bà nói không sao đâu các vị. Pháp Hòa còn nói thêm nữa, chỗ này tốt quá, mai mốt tụi tôi xài tiếp nha. Được sướng, được xài, được người ta cho mình dùng, tại sao lại kỳ thị? Cái đó là cái điều mình dở.
và chính mình kỳ thị vậy cho nên mình khổ à. Xin thầy giải thích giùm con tại sao con nằm chiêm bao thấy Phật. Trời. Bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ muốn thấy ma? Thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất quý vị nhớ chiêm bao là do năm điều nha. Mình có năm lý do để nằm chiêm bao. Một là do túc nghiệp nè. Hai là do mình tâm sinh lý và mình ngủ thân thể nằm không đúng cách sinh chiêm bao. Ba là hàng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chiêm bao. Bốn là quỷ thần. Năm là thiện thần. Ta mách bảo, ta gia hộ mình hay quỷ thần quấy phá. Thì hàng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á, là năm cái thức của năm cái nhẹ mắt tai mũi miệng nó ngủ. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt là cái căn này nè, con mắt này mở nhìn thấy cảnh thì cái ý thức của con mắt á, nó nhận ra liền, ô chị năm, chị ba, cái ý thức nó nói. Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua, mình được người ta giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu đây là ông Chính, thí dụ vậy. Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông Chính, mình bắt tay ông Chính xong rồi, thì cái hình ảnh ông Chính nó nằm ở trong cái tàng thức, mình thu vô trong cái memory của mình. Thì tối mình ngủ là năm cái thức nó ngủ. Thức của mắt, thức của tai, thức của lưỡi, thức của thân, thức của mũi. Năm cái này nó ngủ. Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì mình đâu ngửi được. Rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu nghe được. Thậm chí người ngủ mê mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt mình đâu biết, đâu thấy gì. Năm cái đó nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, là cái ý thức mình nó ngủ. Thì nó thức. Cái ý nó thức nó mới đi vô cái memory đó, nó bốc lên. Cho nên mình có chiêm bao. Ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm mình thấy cái đó. Ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muốn xào quá, tối ngủ mình thấy ra muốn. Thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa ra muốn. Cho nên á, hằng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó. Cho vì vậy người ta kêu niệm Phật, nghĩa là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm, lấy cái này, lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật, nghĩ Phật. Mà người nào hay bị tán loạn, ta đưa cái hình cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó, miệng đọc cái lời tên của Phật, mắt của mình nhìn để mình ý thức, mình tiếp xúc cái hình ảnh đó để mình không có bị phân tâm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cho nên mình nằm chiêm bao là thấy Phật là tốt. Nhưng mà nhớ là mình chỉ thấy trong chiêm bao là vì tâm mình thường nghĩ thôi. Xin thầy cho biết Phật có nói láo không? Pháp Hòa hiểu được cái ý của câu hỏi. Thật ra đó thì chữ nói láo là gì? Nói nó có bốn cách nói. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối, nói láo. Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, phải không? Và nói những lời vô ích, dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác. Ví dụ như nói chị theo tôi đi 3 tháng cái tôi chị thành Phật à. Hay là chị cúng cho tôi, chị được cái này, phước kia. Cái đó là ỷ ngữ và nói dối. Vậy thì cái lời nói dối nghĩa là mình nói không thật. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nói không thật để cứu người, thì cái điều đó không có sai. Pháp Hòa ví dụ, ở trong kinh có kể câu chuyện, có một thầy tỳ kheo đi khất thực. Thì có một cái người đó, đó họ làm rớt chiếc nhẫn, nó lăn tới cái chỗ con ngỗng. Thì con ngỗng nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó thì nó cứ nhanh, nó ngậm cái chiếc nhẫn, nó nuốt một cái đi. Thì trong lúc cái người đó chạy tới thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy, thì mới nghi là ông thầy này lấy. Hỏi ổng, ổng không có nói, ổng không có lấy.
thì họ đánh ông tới chết. Mà ông thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ. Nhưng bây giờ nếu mà ông nói ra mà con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á, thì họ sẽ giết con ngỗng ngay. Thì cuối cùng là khi con ngỗng đó nó lăn ra, nó bị một cái gì đó nó chết đó, thì người đó họ mới, cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng đang thịt, trong khi làm thịt nó thì mới phát hiện là chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thì ở đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người. Ổng nói dốc mà, ổng nói dốc là ổng không thấy ai lấy, mà rõ ràng ổng thấy con ngỗng lấy, nhưng vì cứu con ngỗng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy, có những điều chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người, thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp Hòa ví dụ như á, hai cái người đó họ gây gổ với nhau, rồi họ tới với mình, họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình ấy, tôi thấy bữa đó đó, cái ông đó, cái bà đó ghé vô chị ấy, có nói gì tôi không? Mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ nói rằng không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi. Nói dối á, rõ ràng tao có nói cho mình nghe mà tại sao mình nói là không? Vì cái nói dối này mình mục đích mình biết rất là rõ là mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ. Cho nên mình nói không, người đó không có nói gì về anh, về chị hết. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, giới đó, cái cách mình giữ giới đó, nó có bốn cách ha. Một là khai, hai là giá, ba là trì, bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm, bốn cách giữ giới. Có lúc mình mở gọi là khai, có lúc là giá là phải ngăn lại, có lúc mình phải giữ giới đó gọi là trì, còn không là mình sẽ phạm. Đó là bốn cách giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn hai câu thôi, để đại chúng biết cái cách giữ giới của đạo Phật nè. Quý vị nhớ hai câu thôi là quý vị giữ giới được. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Là hãy nên gìn giữ những gì cần gìn giữ. Tác trì là gì? Nên làm những việc cần làm. Thí dụ đèn đỏ là phải ngưng khi lái xe, cái đó là chỉ trì hay tác trì? Chỉ trì. Mình phải nên giữ cái đó, mình phải nên giữ cái điều đó. Cái gì sai là mình phải giữ. Giữ cái gì nó sai mình không nên làm gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng. Trì, mình phải giữ gìn, mình phải trì những cái gì cần giữ. Thí dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó. Không có trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà tác trì là gì? Bố thí. Chữ tác là làm, nên gìn giữ những điều cần làm, đó là bố thí. Phải nói lời hiền lành, đó là tác trì. Đừng nói những lời thô ác là chỉ trì. Cho nên người nào mà giữ được hai cái này là người đã giữ được giới đó. Mà nói chốn lại là tất cả giới luật của đạo Phật không ngoài hai cái điều này, chỉ trì và tác trì. Mà thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc, mình nên giữ cái xấu là nên làm cái tốt. Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi Phật tử gửi về chùa, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta luôn luôn học hỏi để mở mang cái hiểu biết của mình, nhất là mình hiểu đúng đắn về đạo Phật. Thì khi mình hiểu đúng đắn về đạo Phật thì chúng ta sẽ có một niềm tin bất hoại kiên cố với đức, với đạo Phật mà chúng ta đang theo. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng đạo Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái chánh tín và cái sống đúng. Khi mình tin đúng là mình sẽ sống đúng, mà khi mình tin sai là mình sẽ sống sai. Ví dụ như quý vị tin rằng á, mỗi năm mình phải giết heo, giết gà, giết vịt để mình cúng tế thần linh, nhờ thần linh phù hộ cho mình, điều đó là sai. Đúng không? Mình đem một cái thần linh nào mà tu hành để chờ những cái con gà con vịt đó để mà cúng rồi bảo hộ cho mình. Rồi thử hỏi bây giờ cho dù mình có cúng cả con heo quay mà lái xe không cẩn thận vẫn bị đụng xe như thường. Đúng không? Làm việc không đúng vẫn bị phạm luật như thường.
Cho nên mình hiểu đúng, mình tin đúng thì mình sẽ sống đúng và không để những cái điều tà vại nó lấn át mình. Và mà mình lúc đó mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không phải là những cái đó, mà nó xen vô. Nó xen vô. Cũng giống như là mình ở đây á, mình biết ví dụ như đưa quý vị món pizza spaghetti, quý vị biết đây là món của người Ý. Đưa chén cà ri ra, đây là món của người Ấn Độ. Đưa cái dĩa pad thai ra, biết đây là món của người Thái. Mình biết rất rõ cái nào của ai. Thì cũng như vậy, mình là người Phật tử, cái nào của Phật giáo là mình biết rõ, còn cái nào nó xen vô mình vẫn biết rõ. Mà nếu có xen vô mà chúng ta ứng dụng như thế nào để cái xen vô đó nó không làm hư cái của mình, thì cái đó mới là cái chính yếu của người Phật tử học và hành. Pháp Hòa chỉ mong rằng mỗi tuần hay là những lúc nào quý vị rảnh, quý vị lên mạng, quý vị nghe pháp hay về chùa nghe pháp, để xác định lại cái hiểu biết của mình đúng đắn về đạo Phật, để cho cái niềm tin của mình không có bị lung lay. Mà khi mình vững rồi, ai có nói, ai có chỉ trích, ai có nói gì, mình vẫn rõ ràng cái con đường của mình mà không bị người khác làm mình tác động. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Và hỏi thứ nhất, con đang đọc cuốn sách What the Buddha Taught, nghĩa là Đức Phật dạy những gì, thì của ngài Wapula Rahula. Thì bản này, đây là một bản tiếng Anh và đã được dịch sang tiếng Việt do ni trưởng Trí Hải dịch. Và trong đó ngài Long Thọ có nói một câu như thế này: luân hồi sinh tử không có khác gì với niết bàn, và niết bàn không có khác gì với luân hồi sinh tử. Có nghĩa là luân hồi sinh tử và niết bàn không có khác. Thì cái vị Phật tử không hiểu, theo con được biết thì niết bàn là chấm dứt của luân hồi sinh tử. Vậy câu trên ý nghĩa là gì? Sinh tử tức là cái sự sống luôn luôn nó đang có mặt giữa sinh. Không phải là mình chết đi mới gọi là tử, phải không? Mà thay đổi. Bây giờ mình ngay cái thế giới chúng ta đây, nó đang có những cái sự luân hồi mà chuyển biến mà chúng ta không thể lường được. Còn niết bàn là gì? Niết bàn là trạng thái của cái tâm tư của chúng ta khi chúng ta không bị chi phối bởi những cái khổ đau, những cái phiền não. Như vậy thì cái sự người đời á, cái người chưa hiểu á, thì người ta khổ với sống và chết. Còn người có tu tập thì chúng ta hiểu sống chết là gì, cho nên chúng ta vẫn sống chết mà chúng ta không có đau thương, không có bi lụy, không có khổ đau, không có vướng mắc. Thí dụ như mình nói là mình có buồn để mình tiễn một người thân, đó buồn. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải hiểu thì đó là một sự thật. Và chừng khi mà chúng ta biết được rằng nếu không có, nếu nói cách khác là nếu không có cái sự chết thì không có sự sống. Ở bên Thiên Chúa Giáo có câu: chính khi chết là có được sự sống đời đời. Nên cũng giống vậy thôi. Tại cái người mà không hiểu thì người ta khổ. Ví dụ như mình một cái cây đó mình trồng, nhưng mà nếu như mà mình cứ để cho nó lớn hoài, mình không có ngắt những cái đọt của nó, thì có thể nó không ra hoa ra trái. Cho nên khi mình ngắt cái đọt nó đi, mình thấy nó như mình làm giảm cái sự sống của nó, nhưng mà thật sự ra mình đang tăng trưởng nó, mình làm cho nó có thêm hoa thêm trái. Cho nên đối với cái người tu á, thì cái người thường không hiểu á, thì người ta thấy sanh tử là sanh tử, ta khổ đau với sống và chết. Nhưng mà mình hiểu được rồi thì mình thấy nếu không có cái này thì làm sao có cái kia. Thật sự ra có ngày hôm qua có một cô, con mới gọi cô thăm. Cô nói lâu lắm rồi con không về chùa mà con rất nhớ chùa, rất nhớ quý thầy, quý cô, rất nhớ chùa. Lo lắng, sợ hãi, đủ thứ. Nhưng mà cũng cảm ơn chùa là chùa đã tiếp tục duy trì cái chương trình online này. Mà thật sự cái mùa dịch này, cái lần dịch này thì tụi con lại được tu học
rất là nhiều, tụng kinh nhiều, rồi được cơ hội nghe giảng rất là nhiều, mở mang ra rất nhiều. Và có một vị khác nói, mặc dù lần này kinh tế bị tổn giảm dữ lắm, nhưng mà bù lại trí tuệ chúng con tăng trưởng. Cho nên trong cái này nó vẫn có cái kia. Đó là sanh tử và niết bàn chỉ là một. Cũng như mình nói không có khổ, nếu không có khổ thì không có hiểu được gì gọi là vui. Đó. Cho nên ngày hôm qua mình học kinh là gì? Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân á. Mình nghe là Tỳ Khưu Ni Liên Hoa Sắc, mà nếu không có những cái khổ đau trong cuộc đời thì chưa chắc cô đã phát tâm cô tu. Cho nên nếu mà khi mà chúng ta tu được rồi thì chúng ta thấy à, bây giờ mình có an lạc, thì cái an lạc đó nó cũng từ đâu? Thật ra chính nó thôi. Bây giờ nó chuyển cái khổ, nó chuyển là gì? Là mình hiểu ra được rồi thì mình thông hết tất cả. Hồi nãy thầy Huệ Tạng cái bài nói chuyện tiếng Anh hôm nay á, là thầy nói về ý nghĩa của sự lễ lại. Thì ngày hôm kia có một Phật tử lên thăm, khi mà chùa mình còn chưa chính thức đóng cửa đó, thì anh lên và anh cảm ơn rất là nhiều. Anh nói là suốt thời gian qua gần 2 năm bị trầm cảm rất là nặng, và dường như không muốn làm gì hết, cứ nằm không thôi. Thì khi mà lên thăm Pháp Hòa thì lúc trước, lần trước đó lên thăm thì Pháp Hòa bày cho anh cái cách lại Phật. Nhưng mà anh về anh lại được 1 tuần, 2 tuần thì anh bỏ gì, anh thấy nó không có thay đổi gì hết. Anh cứ nằm rồi trở lại nằm xuống, thì anh suy nghĩ rằng mình không thể nào như vậy được. Nếu mà mình như vậy hoài thì mình sẽ chết. Rồi vợ con ai lo? Mình phải chống lại nó. Nó biểu mình nằm thì mình không cho nó nằm. Thì cuối cùng anh quyết định là mỗi sáng anh dậy sớm, anh lại Phật, lại 100 lại. Và Pháp Hòa đưa cho anh cái quyển kinh Vạn Phật thì nó dày quá, mà chữ anh không thấy được. Thôi giờ anh quyết định là cứ Nam Mô Di Đà Phật lại xuống, sáng nào cũng lại 108 lại. Thì lại liên tục như vậy trong vòng 1 tuần thì bắt đầu người anh nó tỉnh ra và ngủ được, không cần uống thuốc nữa. Và bây giờ suốt cả mấy tháng nay là bắt đầu chịu đi làm, thấy yêu đời và trong tâm trạng rất là có niềm vui. Và anh nói rằng không ngờ cái phương pháp lại Phật nó lại hay như vậy. Thật ra thì nó người này gặp đúng thuốc. Mình uống thuốc mà đúng. Mà thật sự ra lại Phật là gì? Không phải là mình hì hục, mình van xin cầu thỉnh gì. Nhưng mà cái tâm tư của mình, cái tâm tư của mình. Có một anh Phật tử sáng nay anh gọi thăm. Anh nói mỗi lần mà con bực bội lên á thì con lại nhớ thầy. Cho giúp cho con được bớt cơn giận. Thì Phật nói ồ vậy là anh có niệm rồi đó. Thì có niệm rồi đó. Tại vì mình niệm là gì? Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Ảnh nói là anh nhớ tới thầy, anh nhớ là niệm. Tại vì Phật dạy mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hôm qua mình đọc trong kinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Kheo Tăng. Thì bây giờ mình có khi mình nhớ một câu kinh, mình nhớ một cái hình ảnh một người thầy nào đó mà mình có tâm, có hướng về, thì vì đó có khả năng giúp cho mình giải đi những cái buồn, những cái lo. Cái đó vẫn là niệm. Vì vậy cho nên á, mà không có, nếu mà chúng không có, thật ra cái chữ mình giải thoát là mình siêu, đó là mình thay đổi. Hồi nãy mình không hiểu thì mình không vui, hiểu ra rồi thì nó chính là đây. Cho nên sanh tử niết bàn chỉ là một. Câu hỏi thứ hai là tại sao hồng danh chư vị Bồ Tát thì có Ma Ha Tát ở phía sau, như Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, nhưng Nam Mô Tiêu Tái Gián Kiết Tường Bồ Tát thì không có Ma Ha Tát. Vậy Ma Ha Tát nghĩa là gì? Thế là chúng mà chữ Ma Ha nghĩa là lớn, Ma Ha Tát nghĩa là Bồ Tát lớn. Thay vì mình niệm là Nam Mô Đại
Thì chữ đại đó là mình dịch từ cái chữ Maha. Và cái chữ Maha Tát này là một cái câu đệm thêm để cho nó tròn đủ cái danh hiệu của một vị Bồ Tát. Và đây là một Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Và cái câu này mình có thể phối hợp vào tất cả câu niệm nào. Thành ra cái vị Phật tử có thể là chỉ thấy nằm ở trong các cái bản khác mà không thấy tiêu tai gián các tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Thật ra mình muốn niệm tiêu tai gián các tường Bồ Tát Ma Ha Tát đều được hết. Mà cái chữ Ma Ha Tát này có thể gắn vào tất cả những câu niệm Bồ Tát. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát đều được hết. Trong cái lý do gì đó là mình, tại vì có khi có chỗ thì người ta đánh, người ta để vào, có chỗ thì không, thì mình ăn thua cái vị chủ lễ thôi. Muốn đầy đủ thì thêm vào. Còn nguyên thủy cái câu chỉ là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát thôi. Còn chữ Ma Ha Tát là mình thêm vào để cho nó tròn đủ, nói lên cái sự đầy đủ. Chữ đại nó có nghĩa là đầy đủ, có nghĩa là lớn, có nghĩa là thù thắng, trọn vẹn. Cho mình tùy mình thêm. Thưa Thầy, tại sao thập chú có chú ý của mỗi thập chú có công dụng như thế nào? Có chủ ý của mỗi thập chú công dụng như thế nào? Trong giáo pháp của trong giáo pháp có phải Đức Thế Tôn nói lên những chú này cũng như thầy đã nói kinh Dược Sư do Đức Phật thuyết, sám Dược Sư do chư tổ soạn? Và tại sao con chỉ thấy tụng thập chú trong thời Lăng Nghiêm, ít khi nghe tụng tới những thời kinh khác? Đại ý cái câu hỏi là cái chủ ý của mỗi cái bài thần chú là gì, và đây là có phải do Phật thuyết không hay là do của tổ soạn, và tại sao chỉ có tụng trong Lăng Nghiêm mà không thấy tụng ở trường hợp khác? Thì trước hết á, là những câu, những bài chú này á, đều là do Đức Phật thuyết ở trong các bộ kinh. 10 cái bài chú mà chúng ta tụng đó, ngay cả chú Đại Bi, ngay cả chú Lăng Nghiêm đều là trích ở trong các kinh, chứ không phải tự nhiên mà nói một bài chú đó. Thí dụ như kinh chú Lăng Nghiêm là trích trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, còn chú Đại Bi là trích ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh. Rồi chú Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú là trích ở trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Đây mai mốt mình tụng đó. Mai mốt mình tụng kinh Ba La Mật, Niệm Phật Ba La Mật, thì mình sẽ biết, mình sẽ thấy rằng Đức Phật đã nói cái bài thần chú này trong kinh này, và chư tổ đã trích cái bài đó ra. Vậy thì Đức Phật nói các bài chú ở trong các bộ kinh có một nguyên do nào đó mà Đức Phật nói cái thần chú đó, và sau này chư tổ là người soạn ra. Chư tổ không phải là người chế nha. Chư tổ là soạn ra, tức là rút ra từ ở trong các kinh để đưa thành những cái bài tụng. Và bởi vì thời Lăng Nghiêm buổi sáng đó, là một cái thời chuyên trì các bài mật chú, cho nên các tổ soạn gom lại, chúng ta thường gọi là thập chú, tức là 10 bài chú nhỏ sau thời Lăng Nghiêm. Ngoài ra các bài chú này sẽ được sử dụng tùy theo mỗi trường hợp. Ví dụ như bài chú Vãng Sanh, chúng ta thường tụng vào các thời kinh, nhất là những thời kinh cầu siêu. Còn chú Tiêu Tai Các Tường thì chúng ta lại đưa vào những thời kinh cầu an. Chú Dược Sư đưa vào những kinh cầu an. Rồi hay là chú Chủng Đề đưa vào những cái buổi cầu an, hoặc là những buổi giải những cái nghiệp chướng gì đó. Hay là chú thiện nữ, phải không? Thiện nữ thiên chú thì trì vào những cái thời kinh, vào cuối bài thời kinh. Vì vị thiện nữ này, vị thiên nữ này đã phát nguyện nơi nào có những sự mong cầu
chân chánh thì vị thiền nữ này, thiên nữ này sẽ hộ trì. Cho nên thường ở các nơi muốn cầu nguyện việc gì, ta lấy cái bài chú này ra ta trì. Như vậy thì bài nó không nhất, đây là một cái bài tổng, một cái bản kinh tổng hợp vào thời buổi kinh sáng. Nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng các bài chú này ở trong tất cả các trường hợp khác nếu chúng ta muốn, chứ không nhất thiết là chỉ trì vào buổi sáng và không được trích. Vì đây cũng là sự trích và gom lại. Và quý vị nhớ là tất cả những nghi thức tụng niệm là do chúng ta soạn. Còn Phật là thuyết pháp, giảng kinh, thậm chí những bài sám các tổ viết. Rồi chúng ta soạn những bài sám đó vào tùy mỗi hoàn cảnh mà chúng ta dùng những bài sám đó cho thích hợp. Thí dụ như những vị tổ viết cái bài sám hối, những cái bài kệ sám hối. Thì bây giờ đây là một buổi lễ sám hối thì chúng ta lại đưa những bài sám hối đó vào. Ví dụ như cái bài sám Quan Âm thì mình đưa vào những cái dịp lễ Đức Quan Âm hay là những lễ cầu an. Cho nên tùy mình, về các vị đã biên soạn sẵn rồi thì chúng ta có thể linh động chuyển những cái bài tụng đó vào những cái thời kinh mà nó phù hợp chúng ta đang thiết cái lễ gì. Thí dụ như mình tụng cầu siêu thì không thể đem sắm cầu an vô tụng được. Thật ra cũng không sao, nhưng mà nó không phù hợp thì người ta thấy ô mình soạn vậy nó không có logic, nó không có ăn nhập với nhau. Thì chúng ta soạn bài sám gì, sám Tịnh Độ, sám Di Đà, sám Địa Tạng vân vân, để cho nó phù hợp vào cái nghi lễ mà chúng ta làm. Hay là bây giờ lễ đang tụng kinh cầu an, tự nhiên đưa bài của Hồng Trần Xoay Dần Quán Án vô. Tụng xong rồi gia chủ ở dưới ta nghe ta hồi hộp chết. Nếu mà mình cầu an thì mình tụng những cái bài sám có liên quan tới sự cầu nguyện, làm cho cái người tín chủ người ta an tâm. Và chính khi chúng ta tụng, mình biết rằng đây là lễ cầu an, và những cái lời kinh trong đó nó duyên với cái tâm mình, nó tạo một cái năng lực làm cho cái người bệnh an. Nó có cái tác dụng chứ. Tác dụng là vì cái bài kinh đó nó nói lên cái gì, và khi chúng ta tụng cái tâm mình duyên vào đó, và chúng ta đang biết rằng chúng ta đang làm một cái lễ nghi gì, và lời kinh, tâm tư của mình nó phối hợp với nhau, và nó có một cái năng lực. Nó có năng lực. Vì vậy cho nên thí dụ như bài Thiện Nữ Thiên Chú là trích từ trong kinh Kim Quang Minh. Kinh bài chú Vãng Sanh thì trích từ kinh Niệm Phật Ba La Mật. Chú Tiêu Tai Cát Tường là trích từ trong một cái bài kinh Đức Phật nói về kinh các vị thiện nữ Thiên Cát Tường, vân vân. Cho nên mình được sử dụng trong tất cả các trường hợp. Thưa Thầy, cho con hỏi, đốt nhang, lạy hay cúng đồ ăn cho người mất nhỏ tuổi hơn mình hoặc vai nhỏ hơn mình thì người mất có tổn phước không? Thật sự ra không có gì tổn hết á. Ở đây là cái sự cung kính, cái sự kính trọng với nhau thôi. Tuy nhiên ở trong cái phong tục, cái tục của chúng ta là chúng ta có thể tới cúng cho người nhỏ hơn mình, vai nhỏ hơn mình, mình có thể thắp hương cho người đó, mình có thể cúng cho người đó, nhưng mình không có lạy thôi. Mình chỉ đứng xá, thí dụ như cha mẹ thì không có lạy con, ông bà không có lạy con cháu, nhưng mà ngược lại thì con cháu lạy ông bà. Vì vậy cho nên trong cái truyền thống tang lễ của người Việt á, nếu như mà cái người đó họ mất mà họ là người trẻ, người còn nhỏ tuổi, thì cử người thân đứng hai bên. Nếu ai mà tới lạy cái người đó đó thì mình phải thay gia chủ, thay cái người mất lạy. Cho nên ở bên Việt Nam là hễ cái người mà tới thắp hương cho người mất đó, họ quỳ xuống họ lạy là con cháu phải quỳ xuống lạy ngược lại. Lại đối lại để chi? Để đáp lễ. Hiểu không? Tức là mình thay thế cho người thân mình mất.
Cho nên lúc nào tang lễ cũng phải có hai người đứng hai bên. Rồi người khách người ta đến, người thân đến thắp hương, thì trong khi người ta thắp hương người ta khấn thì mình đứng mình chắp tay. Mà hễ người ta cúi đầu người ta xá thì mình xá, mà hễ người ta quỳ xuống người ta lại thì mình quỳ xuống mình lại ngược lại. Cái đó gọi là đáp lễ. Nhưng mà trong cái cách là, nhưng mà người lớn vẫn có quyền làm thức ăn cúng cho người nhỏ, vẫn có quyền đến tiễn đưa người nhỏ, đến thắp hương, mọi việc bình thường hết, chỉ có điều là không lạy thôi. Bởi vì mình không phải là cái người đó tổn phước, nhưng mà ở trong cái cách là lớn nhỏ chúng ta có phân biệt vậy theo cái phong tục. Ví dụ bây giờ cái người đó nhỏ mà có lớn mà có lạy cái người nhỏ cũng chẳng sao. Nhưng mà người nhỏ thường không dám nhận. Vì lớn, người lớn thì lúc nào cái phước, cái tuổi thọ họ hơn mình thì làm sao mình dám nhận lễ của họ. Cho nên đó là phong tục. Nó không có liên quan gì đến đạo giáo gì hết. Mà tự động cái đó nó trở thành một cách sống bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Người nhỏ thì luôn luôn phải kính trọng người lớn. Người lớn thì thương người nhỏ. Và chúng ta phải lễ nghi như thế nào để người ta nhìn vào xem cho nó được. Vậy thôi. Cũng giống như mình tất cả những cái đó để nó bày tỏ cái tâm cung kính thôi, chứ không có gì hết. Cách đây vài hôm, câu hỏi là hồng danh trong kinh Tam Thiên Phật này Đức Phật nêu ra trong những kinh hồng danh chư Phật khác không thầy, hay đây là một danh sách khác hẳn, đặc biệt hơn và những hạnh nguyện khác hơn, và vì lý do gì Đức Phật nói kinh Tam Thiên Phật này? Trong Đại Tạng Bắc Truyền á, thì có rất nhiều những cái bản kinh nói về hồng danh của chư Phật. Ví dụ mình có một bản gọi là hồng danh chư Phật, tức là tên của các vị Phật, và sau này chúng ta còn gọi tên là kinh Vạn Phật. Rồi bên cạnh cái quyển Vạn Phật đó thì Đức Phật còn có nói Tam Thiên Phật, tức là ba kiếp: quá khứ, hiện tại, vị lai, và mỗi kiếp là 1000 vị Phật. Chúng ta hoàn toàn không có dám có nói là có trùng danh sách không, nhưng mà trùng tên thì có. Bằng chứng là trong kinh Vạn Phật á, mình có thường lại có câu á: Nam mô Bắc Phương đồng danh đồng hiệu. Tức là đồng danh, tức là cùng một cái danh, một cái hiệu. Vì sao? Tại vì tất cả Đức Phật ở trong kinh đó, nếu chúng ta có đọc mà chúng ta thấy có trùng thì nhớ rằng không phải là sự trùng, mà là tất cả đều khác nhau ở các thời mà do Đức Phật nói. Thì ở đây thì mình không dám nói là mình xác định có khác những vị này là ai, khác như thế nào mình không biết. Nhưng mà nếu mình có cái niềm kính tin thì mình biết rằng đây là tất cả danh hiệu chư Phật, và mỗi danh hiệu đều có cái ý nghĩa để hướng dẫn chúng ta tu tập. Còn về cái đời sống của các ngài thì phải khác nhau. Vì vậy cho nên có nhiều khi mình thấy cùng một cái tên đó mà sao lặp đi lặp lại. Không phải lặp lại mà là trùng tên thôi. Từ khi được biết Phật Pháp, gia đình con đã phát tâm cúng dường tịnh tài mỗi khi có chuyện Phật sự và chuyện từ thiện trong cuộc sống. Nhưng con chưa dám phát bồ đề tâm vì không hiểu nhiều và sợ phát nguyện mà không giữ được thì có tội. Con kính xin thầy chỉ dạy sự việc thực tiễn và sự phát nguyện này, và làm sao có thể áp dụng được trong đời sống thường nhật có căn bản và tăng trưởng từ từ để không bị thối lui khi gặp phiền não hay trở ngại. Khi mà chúng ta phát nguyện thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta làm. Nhưng mà nếu dù một cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không làm được thì chúng ta cũng không có tội, nếu mà chúng ta vì hoàn cảnh không có khả năng. Chứ chúng ta không phải vì phiền não, vì bực tức mà chúng ta không làm. Hai cái đó nó khác.
Ví dụ như giờ mình phát nguyện, nhưng mà bây giờ lúc đó đó mình không có khả năng cho, thì lúc đó mình lại làm sao? Dạ bây giờ tôi không có khả năng đóng góp, thôi thì bây giờ lần này cho tôi xin đóng góp sự tùy hỷ, sự tán thán. Như vậy thì trong cái việc phát nguyện, phát bồ đề tâm á, trước hết là mình phải có tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ, tâm sáng suốt, tâm thương yêu, để mình làm tất cả việc thiện. Nhưng mà trong tất cả việc thiện chúng ta làm á, nó có nhiều cách làm. Có khi chúng ta đóng góp, và có khi chúng ta không có khả năng đóng góp, thì chúng ta tùy hỷ tán thán. Và thậm chí bây giờ mình không có khả năng, nhưng tất cả tùy sự tùy hỷ và sự cúng dường, không từ cái tâm bất thiện. Thậm chí bây giờ nếu mà mình có đưa đi nữa mà cái tâm mình nó không thiện, thì cái tác dụng nó cũng không có lớn. Bất quá là nó chỉ có được cái cho thôi, mà nó không có cho từ cái tâm. Còn nếu mà bây giờ lỡ hoàn cảnh nó không có, mình không cho, không cho đây là vì hoàn cảnh không có, chứ không phải vì phiền não bực tức. Thì được như vậy trong mọi hoàn cảnh, không có thai tòng đổi dạ gì, thì có nghĩa là chúng ta đã giữ vững tâm bồ đề và không lui sụp. Ví dụ bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn không có cho, buồn quá, thối tâm, nó trời ơi, tôi bố thí mà tôi chẳng được gì hết, chẳng có phước báo gì hết, không có được thêm để cho, thì mình thối chí, nản lòng, thì coi như là có phần nữa, có phần thối lui rồi. Bây giờ lần này kẹt quá, không có khả năng, thôi xin tùy hỷ tán thán mọi công đức lành của ai đó làm. Và thậm chí mình nói thôi giờ tôi không có khả năng, tôi xin cầu nguyện cho công việc này. Cho nên tất cả đều là hình thức bố thí hết. Có nhiều khi người ta cần sự ủng hộ tinh thần, có nhiều lúc người ta cần mình ủng hộ vật chất. Và thì trong cái trường hợp đó, bất cứ vật sự nào các vị làm thì chúng ta đều xin gì? Xin yểm trợ từ tinh thần lẫn vật chất. Người nào yểm trợ tinh thần lẫn vật chất thì quá tốt. Nhưng nếu có người nào không có khả năng ở mặt vật chất thì yểm trợ tinh thần. Nhiều khi người ta làm mà mình cứ tới mình chê miết, làm cho người ta cũng sao? Thôi chí nản lòng. Mình ta tới làm mà mình cứ nói những điều nghe nó tiêu cực quá. Nhưng mà mình có phần góp ý, hoặc là mình tán thán những cái việc làm, thì mình làm cho người ta cái tinh thần người ta trỗi dậy, người ta tiếp tục công việc rất tốt. Cho nên đừng có sợ mà không phát tâm, và đừng có nghĩ rằng phải có của mới cho được. Mình phải làm sao, thí dụ như trong cái lần dịch này, mình không có thuốc, mình không có làm sao để cho người ta hết bệnh, nhưng chúng ta có được cái sự bố thí gì? Vô ý. Vô ý thí. Ta làm sao nói như thế nào để cho người ta đừng sợ hãi. Hay là giảm đi cái sự sợ hãi. Dạ, câu hỏi cuối cùng là: con có thắc mắc, ở trên bàn vong hay có tấm gì ghi chữ Hán hay nôm gì đó, con không hiểu ý nghĩa. Cái này Việt Nam mới có, chứ mình ở đây mấy thầy không biết đâu. Thường thường ở Việt Nam á, đám tang á, thì ngay cái bàn linh á, nó có một cái miếng phủ ở phía trước này nè. Thì cái miếng này người ta gọi là tiền bàn. Tiền là phía trước nè. Thay vì để cái bàn nó trống, thay vì chỉ trải một cái tấm khăn trải bàn bình thường quá, bây giờ người ta trải xong rồi, phía dưới này người ta có tấm rủ xuống, người ta kêu là tiền bàn. Thì sẵn vậy viết mấy chữ lên. Thì thường thường các vị hay viết chữ Thiên Thu Vĩnh Biệt, không? Hay là Tan Trí Kỳ Ai. Rồi để thêm cái câu than gì đó, thí dụ như Sơn Trung Tự Hữu Thiên Niên Thọ, Thế Thượng Nan Phùng Bá Tuế Nhân, trên núi tự có cây ngàn tuổi, ở trần gian này mấy kẻ được trăm năm. Đại khái những câu vậy. Cái này gọi là tiền bàn. Nhưng mà khi mà đi chôn rồi đó, khi đi chôn về thì theo cái tục ngày xưa là phải thờ cái người mất riêng một cái bàn thờ 3 năm. Đến khi nào xả tan á, thì mới được đưa cái hình đó lên thờ chung với ông bà. Cho nên gia chủ phải chuẩn bị
một cái bàn thờ sẵn sàng để sau khi đi an táng rồi thì về có chỗ để an sàng. Cái nghi lễ mà an linh đó, đây gọi là lễ an sàng. Thì chuẩn bị sẵn rồi thì ở phía sau cái bức tường á, thay vì để trống lại thêm bảng nữa. Cái bảng đó kêu là cái tấm ai lụy. Chữ ai lụy, chữ lụy là gì? Lụy nghĩa là những cái lời văn, những cái câu, những cái lời tán thán, những cái lời cầu nguyện cho người mất. Đa phần là những cái câu đó nó tán dương công đức, hạnh nguyện, hạnh đức hạnh của cái người thân mình. Thường thường nó là ở trên có một chữ, một cái hàng, rồi hai bên hai câu đối, một cặp đối, rồi giữa nó có chữ, rồi có khi ghi ngày tháng mất của cái vị đó. Thì hễ mà tùy theo người vợ mà thờ chồng, người chồng mà thờ vợ, hay là con cái thờ cha hay thờ mẹ, thì cái chữ ở trên nó có khác. Ví dụ như cái người đó, người ta cái bài lụy đó, ta để thờ hình ảnh của cha người ta, ta để ba chữ vọng thung đường. Chữ vọng là hướng vọng về. Thung là gì? Thung là một cây, một cái loại cây. Mà cái cây này nó rất là cao, to, mà rất là rắn chắc. Để biểu tượng cho ai? Cho cha. Cái cây này nó cao mà nó to mà nó rắn chắc lắm, nó sống lâu lắm. Thì cái cây đó người ta tượng trưng cho cha. Nhớ trong kinh Vu Lan không? Cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Có nhớ câu đó không? Thì cái chữ thung đó là để cho chỉ cho cha. Còn nếu mà người ta thờ mẹ đó thì người ta để là huyên nhan vĩnh biệt. Dung nhan của mẹ bây giờ mình đã hoàn toàn không còn thấy được nữa, vĩnh viễn xa lìa cái hình bóng của mẹ. Chữ huyên. Huyên là gì? Huyên là một loại cỏ, một loại hoa, và ăn nó rất là ngọt. Bây giờ chúng ta gọi là kim châm. Cái kim châm nó nấu nước nó rất là ngọt, ăn nó giòn, nước nó ngọt mà nó thơm. Thì cái loại đó, loại huyên đó biểu tượng cho mẹ. Cho nên trong sách xưa hay trong kinh, thật ra thì đây là những cái câu dịch mình trong nguyên thủy của Ấn Độ không có biết mấy cái này. Nhưng mà khi chúng ta diễn đạt cái sự cha mẹ thì chúng ta mượn hình ảnh. Đây là những từ ngữ của Trung Quốc, của người xưa. Cho nên chúng ta gọi là cha thì gọi là thung, mà mẹ thì gọi là huyên. Và cho nên khi Tổ Huệ Đăng ngày dịch lại cái ân đức của cha mẹ ở trong cái bản kinh báo hiếu đó, cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận, phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện thung huyên an hảo. Thì thung huyên là cha, hễ mà cha thì gọi là thung. Cho nên ba chữ để trên vọng thung đường. Ta đi ngang ta thấy cái tấm lụy đó, ông này mấy người con thờ cha đó. Rồi bên này ta để một câu nữa. Ví dụ như để mẹ đi ha. Mẹ đã thảnh thơi miền tịnh cảnh, hay là miền tịnh độ. Bên này đáp lại là con đành thương nhớ chốn trần gian. Thay chữ, hễ mà cha thì thấy cha đã thảnh thơi miền tịnh cảnh. Bên này đáp là con đành thương nhớ chốn trần gian. Rồi ghi ngày tháng mất của cái vị đó. Thì cái bảng ở sau dựa vô để cái tường trống làm tâm lụy để phía sau. Hiểu ý không? Thì nhìn vô cái bàn thờ nó có cái sự sao? Tương tất.
Mà ngày xưa ở Việt Nam là hễ mà ông người thân mất là thờ riêng, thờ 3 năm vậy đó. Rồi khi nào mà xả tang rồi thì đưa lên trên thờ chung với ông bà. Hoặc là nếu mà không 3 năm thì 100 ngày hay năm gì đó tùy. Nhưng mà hễ mà còn chưa xả tang thì để cái bàn thờ riêng đó. Xả tang rồi thì đưa lên thờ chung. Và ở phía sau đó cái bảng đó, cái đó chỉ là một cái lễ nghi trang trí bằng linh nhìn cho nó đẹp. Và cái bảng đó gọi là bảng phía sau hình gọi là lụy, ai lụy, phía trước gọi là tiền bạc. Và tất cả những cái từ, những chữ trong đó chỉ để nói lên. Ngày mà vợ chồng thì người ta nói khác, vợ chồng nói khác, cha mẹ nói khác, tùy theo cái chữ trong đó. Mà người ta đọc được ta biết, ta đọc vô ta biết cái bàn thờ này cho ai. Thì đại khái là như vậy. Thôi thì hôm nay trong cái ngày sinh hoạt Chủ nhật, thay vì chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú thì Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi của quý Phật tử gửi về lâu rồi mà chưa có dịp trả lời. Sáng hôm nay xin phép để được chia sẻ với đại chúng. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi thời sinh hoạt sáng. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con được biết, cũng là đạo Phật nhưng sao chia hai bên Nam Tông và Bắc Tông? Nam Tông sao không ăn chay? Và Kinh Phật có khác nhau không? Ăn không ăn chay có sao không? Những vị không ăn chay bằng chứng thấy người ta vẫn sống ngon lành, vậy là không có sao rồi. Thưa đại chúng, là thật ra đó, thời của Đức Phật không có chia bất kỳ một tông nào hết. Không có Nam Tông, Bắc Tông, không có Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Tàu Khê Tông, Chân Ngôn Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông gì hết. Không có tông gì hết á. Thời Phật chỉ là một tăng đoàn thôi. Nhưng mà sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là Phật mất á, khoảng 150 năm sau, thì trong nội bộ Chư Tăng á, có hai cái ý tưởng. Một bên á thì nghĩ rằng xã hội bây giờ đã văn minh, mình cần phải hội nhập vào xã hội để mình có thể tiếp độ cho các vị đó. Mình phải dấn thân vào xã hội, mình phải biết một số vấn đề trong xã hội để chúng ta giúp họ. Một số nói không, mình phải giữ nguyên bản thời Phật như thế nào, mình phải giữ như vậy. Thì khi có hai cái ý kiến như vậy đó, thì bắt đầu mới đưa ra cái vấn đề là bây giờ mình chia hai nhóm. Ai mà thích nhập thế thì đi về phía Bắc của Ấn Độ, chúng ta gọi là Bắc Tông, hay là Bắc truyền, nghĩa là đạo Phật được truyền về phía Bắc. Mà các vị này được gọi là đạo Phật dấn thân nhập thế, như chúng ta ngày nay đó, là đạo Phật dấn thân nhập thế đó. Còn các vị khác quan niệm rằng Phật xưa tu sao giờ phải y vậy, nghĩa là Phật ngày xưa đi khất thực, ăn ngày một cử và không phân biệt thức ăn chay mặn, ai cúng chi ăn nấy. Thì các vị này giữ nguyên như vậy, chúng ta gọi là Nam truyền, tức là truyền về phía Nam. Đại chúng tạm hiểu vậy đi. Vậy thì không có vấn đề chống bán nhau, chẳng qua là hai ý tưởng. Một bên muốn giữ nguyên bản, một bên muốn nhập thế. Cho nên bên mà nhập thế đó thì người ta bắt đầu đi chợ nấu ăn. Thì đã là nấu ăn thì mình tự mình làm chủ được món ăn của mình, cho nên mình bắt đầu ăn chay. Mình không cần phải mua những cái sinh mạng con khác để mình ăn nữa, tại vì mình đã tự chủ được cái món ăn mình. Còn các vị Nam Tông Nguyên Thủy thì các vị đi khất thực, ôm mình bát đi ra ngoài đường, mỗi sáng từ 9 giờ tới 11 giờ đi khất thực. Ai cúng gì thì các vị dùng nấy, sau giờ ngọ là các vị không dùng. Vậy thì không có vấn đề chống bán nhau, mà nguyên do là bởi vì có hai cái ý đó. Không ăn chay không có sao, đó là cái xưa giờ các vị giữ như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng qua Thái Lan, mình mặc cái áo nâu này nè,
Đối với Phật tử Thái Lan người ta lạ lẫm lắm, ta đâu có biết mình là ai. Tại vì con mắt của người Phật tử Thái Lan xưa giờ chư tăng chỉ mặc đồ vàng chứ không có đồ nâu. Thầy của Pháp Hòa đó, thầy ở trại tị nạn Thái Lan 4 năm để giúp cho đồng bào tị nạn ở đó. Khi lính Thái Lan đó, nó vô nó bắt mấy cô gái Việt Nam mà xin lỗi để gọi là hãm hiếp á, thì các Phật tử Việt Nam mình chạy lên chùa cầu cứu với các thầy Việt Nam. Các thầy mặc áo nâu này ra nó không nể, tại vì nó tụi mình đâu biết mình là ai. Khi mà nghe lính Thái Lan bắt mấy cô gái Việt Nam là các thầy ra cứu bằng cách đó, là lấy áo tràng vàng mặc vô, xong rồi đi ra chắp tay xá mấy ông lính Thái Lan đó. Cứ xá mấy ông thôi là mấy ông thấy đầu cạo mặc áo vàng là mấy ông biết mình là thầy tu thả. Vì người Thái Lan họ chỉ biết có một màu đó thôi. Bây giờ ngược lại, các sư bên Nhật Bản này là mặc nhiều màu lắm, màu nâu, màu đỏ, màu tím, màu trắng gì đó. Đối với mình lạ không? Lạ. Tại vì xưa giờ mình thấy chư tăng mình chỉ có hai màu à, ba màu thôi, màu lam, màu nâu, màu vàng. Mình không thấy màu tím, cũng không thấy màu nguyên một bộ cung lê trắng. Thành thử ra mỗi đạo Phật nó đi tới mỗi quốc gia nó có thay đổi một chút, tùy theo cái địa phương, tùy theo quốc độ, tùy theo cái hoàn cảnh, cái văn hóa đất nước đó. Ta nhập thế mà. Cho nên quý vị thấy không, đạo Phật nhập thế là đi tới quốc gia nào thì Đức Phật liền thành cái nét của cái văn hóa đó. Thái Lan nhìn Phật giống Thái Lan, Nhật nhìn giống Nhật, mắt nhỏ nhỏ vậy. Tàu nhìn giống Tàu, Việt Nam giống Việt Nam. Người Tàu á, họ không thích làm tượng Phật ốm. Quan niệm của họ là người phước đức là mặt phải tròn, má phải nọng, cổ phải có ngấn, cho nên họ làm Phật có ba ngấn, tượng trưng cho nhân hậu. Phật phải tròn trịa, còn Phật ốm ốm kiểu Việt Nam mình họ không thích. Rồi mình làm nó tay chân Phật phải thon thả. Người Hoa quan niệm khác, tướng trượng phu không có tay thon thả như vậy được. Tay chân phải bằng thẳng, ngón chân phải bằng thẳng chứ không có non nã. Tại vì mình, cái dáng vẻ của người Việt Nam mình thích như vậy, mình làm như vậy. Còn đối với người Hoa, họ quan niệm là trượng phu. Thì như vậy thì đạo Phật nhập tới đất nước nào thì đất nước đó tạo ra Đức Phật như vậy. Nói phải ngó nha. Có nhiều khi quý vị thấy Phật quấn cái y cái Phật cột, cột ở đằng trước gì hở cái ngực chỗ này nè, hiểu không? Phật nguyên thủy Ấn Độ không có mặc kiểu đó. Cái đó là theo cái áo vận của người Hoa, mặc theo kiểu nhà đường. Thật thử ta thời Phật trước người ta làm tượng Phật, cho nên những cái áo của Phật nó màu này màu kia, rồi nó cột chỗ này cột chỗ kia vậy đó. Đó là theo cái phong cách của người Hoa. Và hễ thời đại nào sẽ tượng, nó sẽ ra thời đại đó. Tượng nhà đường ra tượng nhà đường. Cái áo mà các sư Nhật bây giờ nó mặc đó, nó ảnh hưởng thời nhà đường đó. Cái áo tay rộng rồi nhìn như cái củng vậy đó, mặc vô nó có xếp ly xếp ly xếp ly đó. Đó là ảnh hưởng cái áo từ thời nhà đường. Rồi khi mà cái áo đó qua tới Việt Nam á, mình cũng nương cái áo đó mình sửa lại một chút, không có xếp nữa. Tại sao? Hao dãi quá. Mặc bình thường thôi nhưng mà cũng vẫn giữ cái áo dài đó. Rồi khi mà ở bên Ấn Độ á, bên Ấn Độ á là khi mình cung kính là phải hở cái vai chứ không có che. Quý vị đọc trong kinh nhớ không? Cái vị Bồ Tát đó lễ Phật xong hở cánh tay phải hỏi Phật để bày tỏ lòng cung kính. Nhưng mà qua tới nước Á Đông của mình hở cánh tay là bất kính. Giờ làm sao trời? Nếu mình bít cái tay á, thì mình phản lại với cái truyền thống của Phật. Mà bây giờ hở cánh tay thì không hợp với quốc độ ở đây. Cho nên các vị mới chế cái áo dài mình mặc vô, xong vẫn giữ được cái truyền thống đắp y hở cánh tay phải. Hở cánh tay phải theo nguyên thủy Ấn Độ, nhưng lấy cái áo dài che cái tay lại để giữ được phong cách của phương Đông. Quý hiểu có nói không? Vậy thì đạo Phật đi vào mỗi quốc gia, hội nhập được cái văn hóa đất nước đó mà không mất đi cái bản gốc của Phật giáo. Chứ không sao hết. Chứ mà mình
Mình đừng có đặt vấn đề là các vị ăn gì. Tu là quan trọng là ở cái tâm. Còn cái truyền thống ta vậy. Mình các sư, các Phật tử bên Nam Tông không có biết nấu ăn chay đem vô cho các thầy đâu. Vì các sư không được nấu ăn. Các chùa Nam Tông các sư không có nhà bếp. Mà nếu có nhà bếp là để hâm thức ăn chứ không có nấu. Các sư không có đi chợ mua thức ăn về chặt nấu đâu. Phật tử một tháng chia lịch hết. Một tháng 30 ngày là 30 gia đình Phật tử chia lịch với nhau, thay phiên nhau đem thức ăn lên cho chư Tăng. Mà phải đem trước 11 giờ. Thí dụ mình biết ngày mai mình bận rộn, mình nấu tối đêm nay đem lên dặn các thầy, ngày mai trưa con bận, các thầy thì hâm giùm con ăn. Còn đúng nghĩa, đúng bài bản là các vị phải đem tới trước 11 giờ bày ra rồi chư Tăng xuống dùng. Chứ chư Tăng không có nấu ăn. Và truyền thống của người ta không ăn chay. Thì mình không thể nói người ta sai được. Thì đó là cái truyền thống người ta. Thì chúng ta cũng vậy. Giờ các vị đó mình ăn chay, cái ta nói ngược là ta nói mình là ngoại lai. Thời Phật đâu có ăn chay. Bây giờ mình ăn chay là trật. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình không có được nói ai đúng ai sai, mà tùy theo mỗi truyền thống. Ví dụ người mình không có ăn cá sống, người Nhật là ăn cá sống, thì mình cũng nói người ta được. Đó là truyền thống của người ta. Hỏi là không ăn ăn chay có sao không? Cái đó tùy cái luận giải của mình. Mình không dám nói. Ở đây mình chỉ nói cái vấn đề truyền thống thôi. Ví dụ như mình ăn cơm, mình là mình mời chư Tăng Ấn Độ Tích Lan tới nhà, mình để cái muỗng, các sư không ăn muỗng. Các sư ăn gì? Ăn bóp. Mà ta ăn hay lắm. Các sư là tém tém chấm bụp vô, ta quạt vô vậy nè. Ta quạt vậy đó. Không có rớt hột nào ra hết trơn á. Còn mình để cái nó răng tùm lum. Cái đó gọi là đoàn thực đó. Hôm qua mình có nói đó. Đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực đó. Đoàn thực là các sư á, lấy cái miếng chapati, cái bánh mì đó đó, xé một cái là các sư quấn tròn ở trong cái miếng chấm vậy, ta đưa vô miệng vậy nè. Cho mình để cái, nhiều khi mình không, mình thay quen cái cách của mình dọn cơm, các sư mình để cái muỗng đó, các sư cũng để một bên nè. Ăn xong rồi mỗi người có một cái tô, đem nước tới rửa tay trong cái tô đó, lấy khăn lau. Truyền thống của người ta là kính chư Tăng. Pháp Hòa qua Tích Lan, các anh mà dẫn qua đi, sắp sửa vô ăn chỗ nào hay ngồi chỗ nào là mấy ảnh chạy trước đó, lấy cái tấm ra giường trải cái chỗ đó, mời Tăng vô ngồi. Tăng không có phải đụng đâu ngồi đó. Chư Tăng ngồi ở đâu là mình phải trải cái miếng vải cho chư Tăng ngồi. Vì những cái ghế người thường mình ngồi, chư Tăng không có nên ngồi. Mà sở dĩ mà phải dùng lại cái ghế đó thì phải có tấm vải phủ lên. Cho qua bển là các anh mà dẫn, các anh người Tích Lan dẫn vào đi đâu là trong túi lúc nào cũng có cái ra giường hết. Thì mình sắp sửa ngồi vô chỗ nào là mấy anh vô chuẩn bị trước. Còn có đứa em trai, lúc bình thường rất dễ thương, hay nói về Phật Pháp và cũng hành trì theo Phật Pháp, tâm tính hiền lương, cũng rất thích giúp người. Nhưng khi cơn nóng giận nổi lên thì em con không có nói năng gì, chỉ im lặng. Hoặc là sẽ thốt ra những lời lẽ nặng nề xúc phạm, làm tổn thương người thân. Nhất là má con là người chịu đựng nhiều nhất. Vậy con kính mong thầy cho gia đình con lời khuyên phải làm gì khi xảy ra tình huống như vậy. Em này bình thường rất là hiền, nhưng nổi nóng lên thì nói những lời nặng nề xúc phạm, có khi thì chỉ im lặng. Trước hết là xin thưa, không phải chỉ có em này nó như vậy đâu. Em nào ngồi đây cũng giống nhau hết. Bình thường hiền lắm, bình thường cầm chuỗi lần dễ thương lắm, mà tới hồi đụng chuyện là quấn chuỗi. Thưa đại chúng, cái người nóng giận nó có ba dạng. Nóng giận như người viết chữ trên đất, nóng giận như người viết chữ trên nước, nóng giận như người viết chữ trên đá. Có những người người ta nóng giận, ta nói xong rồi hết. Như những người mà nóng giận nó viết trên cát vậy đó, viết xong thì sao? Nước nó vây lên là xóa chữ. Nhiều khi có người ta nói xong rồi ta quên, ta không nhớ nói gì, ta giận lúc đó thôi. Là người đó là viết chữ trên cát,
Có những người ta nóng giận như là cái người viết chữ trên nước vậy đó, nghĩa là không có chữ nào nó ra, không lưu xuất từ cái tâm, người đó không có giữ lâu, và thậm chí không có giữ nữa. Như viết chữ trên nước đâu có chữ gì hình thành. Nhưng mà có những người nóng giận xong rồi hận thù để đó, như người viết chữ trên đá. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có thất tình, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bảy cái món tình cảm đó nó nằm ở trong ta. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có tham, có sân, có si. Mình là một đường tăng. Tham sân si là ngộ không, ngộ tịnh và ngộ năng. Tham á, là ngộ năng, phải không? Con heo đó. Sân á, là ngộ ngộ không. Si là ngộ tịnh. Ba cái nhân vật đó tượng trưng cho tham sân si đi theo đường tăng để thỉnh kinh. Đường tăng là mình. Ngài đường tăng là biểu tượng như một con người bình thường như mình. Nhưng mà ở trong con người bình thường này có ba đứa đệ tử. Hình thù quá dị. Tham sân si nó quá dị. Mà không người nào tham giống nhau. Có nhiều người tham rất nhỏ nhặt. Có nhiều người sân rất dễ dàng. Cho nên mỗi người mỗi thiên hình vạn trạng. Cái quan trọng là mình biết được cái cơn giận của người đó sẽ xảy ra lúc nào và khi giận họ làm gì, để chúng ta điều phục họ bằng cách, thí dụ như họ giận lên mà mình nói nữa là họ sẽ giận thêm, cho nên trường hợp đó đừng nói. Mình biết cái cách của họ giận ra làm sao rồi thì chúng ta không có tiếp lửa, tiếp sức để cho cái cơn giận đó được tăng trưởng. Chúng ta phải hiểu họ, chúng ta mới giúp họ được. Cho nên hồi hôm qua quý vị nhớ tại sao mình tụng Đại Bi rồi tụng Bát Nhã đó. Đại Bi là tình thương, Bát Nhã là hiểu biết. Mà người có tình thương rồi thì sẽ tìm cách hiểu người kia, và chính vì hiểu người kia cho nên tình thương mình nó lớn. Không ai mà dám vỗ ngực nói tôi hết sân rồi, tôi hết sân si rồi, không dám đâu. Nhưng mà sân si nó nhiều dạng, là lửa phừng hay lửa ngầm. Pháp Hòa kể đây chúng nghe câu chuyện thiền. Có một hôm một vị thầy mới nói với người đệ tử, con đi lấy miếng lửa trong đống tro đó cho thầy. Người đệ tử thấy đống, là nhìn cái đống tro không thấy gì hết, nói dạ thưa thầy, trong tro không có lửa. Ông thầy mới lại bươi tro ra, gấp lên cục than nó nằm ngậm ở dưới. Hỏi đây là cái gì? Người đệ tử liền giác ngộ. Ở trong tiềm thức, ở trong tận sâu của chúng ta, chúng ta vẫn có cái đó. Nhưng mà tại vì bây giờ mình tu khá rồi, nó che lấp ở trên thôi. Nhưng mà ngấm ngầm bên trong nó còn sân si lắm. Không còn sao giận nhau không nhìn mặt. Không còn tại sao giận nhau không nhìn mặt mà không ai bước tới nhà ai. Còn chứ sao không. Nhưng mà tại vì chưa chuyển được cái đó. Mà hãy chuyển được cái đó là có thần thông ngay. Đến đi tự tại. Nhìn nhau trong thông cảm. Cho nên có những cái bài thơ á, giận nhau trong bản môn. Ta và người xưa giờ, mình nhìn nhau, mình giận nhau, nhưng mà rồi mình biết rằng trong cái tận cùng chúng ta không có hề giận nhau, chẳng qua là chúng ta bất đồng cái sự việc thôi. Cho nên đối với em này á, mình nên hiểu em, rồi mình tìm cách, mình khi nó lên cơn giận thì chúng ta làm gì để cái cơn giận nó ngang đó, nó ngưng chứ không bộc phát hơn. Mình phải hiểu nó mình mới giúp nó được. Kính bạch thầy, con hỏi một cây cổ thụ sống lâu năm thì liệu có linh hồn trú ngụ không ạ? À? Lát dẫn Pháp Hòa tới qua hỏi. Nếu có mà mình mua cây gỗ đó về làm nhà hay đồ dùng sinh hoạt thì vong linh nó có theo về nhà mình không? Cái này phải đặt máy camera mới biết. Có thể khuyên vong linh đó quay về tu tập để vãng sanh miền cực lạc không? Mình biết tiếng nói của họ không? Nếu mình biết thì mình cứ khuyên. Còn hỏi thầy biết không? Thầy không biết. Thưa đại chúng, theo cái quan niệm của ta,
Chúng ta làm gì chúng ta phải xin phép. Nhưng mà thường thường mình nói khơ khơ người ta đâu có chịu nghe. Cho nên các ông cụ, các cụ tổ mình xưa thường dạy nè, ở chỗ nào là những cây cổ thụ lâu năm, chỗ nào nhà cửa lâu năm, hay là muốn bất cứ làm việc gì, chúng ta lên tiếng xin phép một tiếng. Về cái mặt tâm linh mình không biết có ai nghe mình không, nhưng mà hiện tượng hiện tại ai là người an lòng? Mình. Đó là một tâm lý. Ví dụ mình dọn vô cái nhà mới, không biết có ama cỏ nào, thần thánh nào trong đó, mua dĩa trái cây với mình mong hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2019, gia đình con Nguyễn Văn Xoài, Nguyễn Văn Mít xin dọn vô đây để cư trú ở trong nhà này. Con xin có chút ít hương hoa lễ phẩm kính trình các vị thổ địa thổ thần, các vị khuất mặt trong gia đình này, chứng minh và liễu tri gia hộ cho chúng con được ở yên nơi này. Không có ông nào ở cái nó ừa, tao nhận. Nếu như mà ổng ừa một cái mình bán gấp. Khấn là khấn vậy nó, mai là ổng im lặng mình ở luôn. Chứ nếu mà ổng ổng chứng một cái là bán gấp cái nhà đó, không cách nào ở nổi. Nhưng mà cái tâm lý phải không? Tâm lý mình nói xong rồi, tôi xin phép rồi mà. Cho nên á, người Nhật á, họ để trong mấy cái làng, mấy cái nhà quê, những cái bà ông bà già ta bán, ta trồng rau cỏ, ta bó từng gói, ta để đó, ta bán đồng bó. Ví dụ, ta không cần ai đứng đó coi chừng vậy đó. Anh thành thật, anh mua bó đó 1 đồng, anh bỏ vô 1 đồng. Nếu anh có 2 đồng, anh bỏ 1 đồng, anh tự anh thối về cho anh 1 đồng. Còn anh tham đó là chuyện của anh. Tại vì ở dưới làng quê này, tụi tôi sống chỉ cần vậy thôi đủ rồi. Người thành thật ta không bao giờ ta làm chuyện khác hơn. Thì bây giờ tâm mình cũng thế. Thế tâm mình thành thật là mình đến đâu mình xin phép. Thì ở Việt Nam mình có một vị tổ. Bữa đó trong chùa sắp sửa đốn một cái cây cổ thụ. Hòa thượng thấy mấy thầy chuẩn bị xong, hòa thượng hỏi làm chi. Nói dạ bạch hòa thượng, chúng con định cắt cái cây đó bỏ. Hòa thượng nói cho tôi 3 ngày. Hòa thượng ra, hòa thượng đứng, hòa thượng lâm râm, hòa thượng khấn. Là khấn gì? Các côn trùng vi tế nè, các vị, nếu các vị thần nào có nương trú vào đây, 3 ngày nữa cái cây này sẽ được đốn đi. Thì tôi báo cho các vị biết, nếu các vị nghe được lời tôi nói, các vị cần dọn nhà nên dọn gấp, có cần xe tôi cho mượn. Nhưng mình nói vậy để làm chi? Thứ nhất là để răng chúng làm cái gì cũng phải có trước có sau. Cái cây cổ thụ đó nó che mưa che nắng cho mình, nó ở trong đất chùa mình bao nhiêu năm, mình hưởng nó, mình không nói gì hết. Bữa nay muốn chặt là ưng chặt lại đem ra chặt à? Phải báo cho người ta biết chứ. Trên nguyên tắc cách sống là phải như vậy. Bạn mình mời tới nhà ăn cơm, mình muốn dẫn thêm một người bạn, mình phải alo, mình hỏi một tiếng. Chị mời tôi mà tôi dẫn thêm người bạn được không? Người ta được mới mời chứ, tự nhiên sắp người ta tới nhà chị, bạn em nè. Tiếng Mỹ nó nói, rồi sao? Này, trước khi thỉnh chuông nha, cầm cái dùi lên. Không phải cầm cái dùi lên dện một tiếng liền à. Người thỉnh chuông, trước khi thỉnh chuông phải nhập chuông nè. Để làm chi? Báo cho cái chuông biết. Chuyển, tại vì chuông là một loại đồng. Nếu mình thỉnh một tiếng nó tức á, nó bể chuông á, cái này gọi là tức chuông. Cho nên mình phải như vậy nè, để mình chuyển cái độ rung của nó, để cái độ rung này nó chuyển hết cái chuông đi. Mình thỉnh một tiếng chỗ này nó không bị tức, tại vì nó có cái độ rung đều. Đó là Pháp Hòa nói trên phương diện mình biết cách sử dụng chuông đồng. Còn trên phương diện báo chúng, các anh chị thức dậy, tôi sắp sửa dện tiếng chuông nè, người ta đang ngủ rồi, bon, chuyện gì vậy? Cho nên đang ngồi thiền á, nhất là giúp lúc ngồi thiền nha, ngồi thiền 100 người mà nhập định hết 90 rồi. Chỉ còn có 10 người tỉnh nè, trời ơi, mấy người kia là ta ngủ gà ngủ gật hết rồi, mà anh dện một tiếng vậy á, người ta tưởng ma, ta la. Chừng đó kêu tẩu quả nhập ma. Cho nên trước khi
đang yên tĩnh thỉnh chuông, thỉnh là báo cho ta biết sắp tới giờ. Đó, người thỉnh mỏ cũng vậy. Ở trong miền Nam á, cái cách thỉnh mỏ của miền Nam cũng vậy. Trước khi mà thỉnh mỏ là phải lấy cái dùi thả lên cái mỏ, không thả lên. Khi mình chuyển chống bát nhã nè, khi thỉnh chống bát nhã cũng vậy, cầm cái dùi nhập vô cái chuông, nhập vô cái trống hai cái, rồi bắt đầu mới thỉnh thùng bon, thùng bon, thùng bon, sổ thùng 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 thùng, cái đó kêu là sổ trống, chưa vô hồi. Sổ trống để mà chuyển trống chuyển chuông trước, rồi bắt đầu mới thỉnh theo hồi. Thùng 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 bát nhã hội, thỉnh theo có bài kệ đàng hoàng, ta nghe nó có âm thanh, nó có âm điệu, chứ không phải cầm dùi muốn dện nhiêu dện. Nó có bài kệ thỉnh trống, nó có bài kệ thỉnh chuông. Chứ bây giờ hỏi là cái vong linh nào ở trong em không biết, nhưng mà để an lòng chúng ta cứ khấn câu. Mà cái chuyện nhiều khi tâm linh mình không nói được. Có một cái gia đình đó, ở em Minh Tinh chỗ ở, có một cây rất là lớn phía sau, thì mấy đứa con nó bị dị ứng với cái lá đó. Thì hai vợ chồng muốn đốn cái cây đi. Pháp Hòa nói thôi khoan, để lên khấn cái đã. Lên khấn xong, quý vị biết không, cái ngày mà thợ tới sắp sửa cưa, giông gió lên, mấy cái anh thợ Tây á, nó đâu biết gì mà nó thấy giông gió nó sợ, cây to mà. Nó bữa nay giông gió quá, nó thợ có sấm sét á, nó không dám làm. Rồi nó đi về. Lần thứ hai cũng y vậy, đang bình thường vậy mà sắp sửa đem cây ra, sấm sét lên, nó không dám làm. Cuối cùng Pháp Hòa phải xuống cúng lần thứ hai. Cúng lần thứ hai, quý vị, cái người mà nó cưa cây á, nó ăn 10.000, mà nó xuống nó cưa mà nó bị hai lần vậy, nó lấy không được, nó cancel. Lần sau cúng đàng hoàng xin phép, chịu rồi đó nghe. Quý vị biết không, lợi đốn không có gì trở ngại mà mướn cái hãng khác, nó ăn có 6.000. Ở đây Pháp Hòa không phải nói linh không linh, nhưng mà nói có nhiều cái mình không nói được, không nói được. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa, đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa chỉ muốn nói một cách căn bản thôi. Mình làm cái gì mình có xin phép, mình có thốt lên cái lời nói đó để nó an lòng mình. Pháp Hòa đi giảng đó, nhiều khi tới chùa đó ngủ, ngủ yên. Rồi Pháp Hòa biết rồi đó, mà trong tâm Pháp Hòa chỉ cần khởi thôi, chứ không cần nói ra tiếng nữa. Tôi biết ở đây có quý vị, thôi tối nay tôi chỉ tới đây hoằng pháp, xin quý vị để yên cho tôi ngủ, là yên. Còn không là ngủ không được. Học các vị không có quậy phá gì mình, nhưng mà báo cho anh biết tôi đang ở đây. Cảm ơn thầy rất nhiều về buổi pháp thoại quý báu. Bạn con hôm nay có nhờ con hỏi thầy về lợi ích thù thắng của cúng giường trai tăng. Cúng giường dê đê, còn viết kiểu này là cái giường để ngủ á. Chữ giường đang viết trong này là cái giường ngủ á. Thầy đi xa thì chẳng cần giường. Trước hết là mình nói chữ cúng dường để cho đại chúng hiểu, rồi mình mai mốt mình viết không trật. Tại sao kêu là cúng dường? Chữ cúng là nó phát xuất từ chữ cung. Chữ dường á, dê đê á, nó phát xuất từ chữ dưỡng. Cúng dường nếu nói cho đúng là cung dưỡng, cung cấp để dưỡng nuôi. Mà mình nói trại bây giờ là cúng dường, cung cấp dưỡng nuôi. Ví dụ mình đem gạo lên mình cúng là cung cấp bao gạo để dưỡng nuôi quý thầy, cung cấp một số tịnh tì tịnh tài để dưỡng nuôi ngôi chùa, duy trì ngôi chùa, trả tiền điện, tiền nước, tiền chi phí. Vậy thì cúng dường nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Đó, chữ cúng dường ha. Giờ trai tăng. Trai là bữa cơm, bữa cơm trai. Đúng ra chúng ta gọi là ăn trai chứ không có ăn chay. Ăn chay là mình nói trật chữ, nói trại chữ. Còn cái nghĩa đúng của chữ là trai, T-R. Trai là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mà nó ngộ cái ăn chay
Nhưng mà hễ qua tới chữ kia là trai tăng, trai đường, trai phạn. Chữ trai là trong sạch, là tinh khiết. Vậy thì chữ trai tăng nghĩa là hôm nay mình thiết một bữa cơm để cúng dường chư tăng, gọi là trai tăng. Bây giờ trai tăng nó có hai cách, mình cúng cơm không cũng là trai tăng, rồi muốn xuống thêm thắt là trà, là bánh, là vải, là cái gì mình muốn tặng thêm đó là tùy mình. Nhưng mà căn bản trai tăng là bữa cơm thôi, chúng có gì hết. Thời Phật các cư sĩ thỉnh chư Phật về, thỉnh Phật, thỉnh chư tăng về cúng dường bữa cơm là trai tăng rồi đó. Ngày nay á, trong chùa mình ít có tổ chức cái đó, trừ những gia đình có chuyện, thí dụ như đám tang, đám cưới gì đó ta cúng thì thấy nó long trọng á, thì mình thấy bữa trai tăng nó có cái gì nó đặc biệt. Chứ thật sự ra thời Phật trai tăng chuyện bình thường, có nhiều khi một tháng Phật trai tăng 30 ngày nữa, tại vì mỗi ngày có người thỉnh về nhà dùng cơm là trai tăng à. Cho nên quý vị đừng có sợ là phải làm trai tăng một cách thịnh soạn, không. Bữa nay mình nghỉ ở nhà nè, mình làm bữa cơm lên mình cúng dường cho quý thầy cũng là trai tăng đó. Nhưng mà trai tăng đơn giản, không có bài bản để mình thưa gửi vậy thôi. Nhưng còn mình tắt bạch, mình nói mình ở đâu, mình có chuyện gì đó là mình thưa gửi để nhờ năng lực chư tăng chú nguyện. Chứ còn thật sự bữa cơm trưa mình cúng dường cho quý thầy là trai tăng rồi đó. Nghe không? Thì hỏi trai tăng sự công đức thù thắng lợi ích. Trong những cái pháp cúng dường á, tác phạn trai tăng là tạo cái bữa cơm để cúng dường. Tại sao? Bởi vì con người sống ai cũng cần ăn. Nhưng mà có những người ta ăn xong rồi lợi ích của người ta cũng bình thường, không có gì hết. Thí dụ tên ăn trộm, một cái người làm việc xấu đi, họ cũng ăn bữa họ sống, nhưng mà cái đời sống của họ chỉ làm khổ người khác. Còn có những người sống lợi ích cho người, mình giúp cho người ta bữa cơm, người ta no, người ta làm được nhiều việc. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi thấy quý thầy đi học, ít nhiều mình cúng dường. Để chi? Để quý thầy có phương tiện đi học. Hay là thấy quý thầy đang làm việc gì mình thấy có lợi thì mình phát tâm cúng dường để trợ duyên cho các thầy làm việc. Cái đó đều là cúng dường, đều là công đức hết, tùy theo cái nhu cầu. Nhưng mà căn bản nhất của con người mỗi ngày là gì? Là cơm ăn. Cho nên á, tại sao Ngài Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh theo bộ phim Tây Du Ký đó, đi tới Tây Phương rồi gặp Phật Tổ rồi xin thỉnh chân kinh, thì Ngài Ca Diếp hỏi có gì để đổi không? Nhớ cái khúc đó không? Rồi cái vị đó mới không có gì đổi, cái đưa kinh không có chữ. Khi trở về đổi lại thì mới lấy cái bình bát á đổi. Tại sao không lấy cái khác mà lấy bình bát? Bởi vì bình bát là một vật để đựng thức ăn mỗi ngày, nuôi mạng sống. Tôi cho anh lời kinh để anh nuôi tâm linh, thì anh đổi chát lại với tôi bằng một chén cơm nuôi thân. Không thể chỉ một mặt anh có kinh sách mà anh không sống nổi, tụng với ai, nghiên cứu cái gì. Cho nên cái người tu ta không cung phụng xác thân, nhưng không có khinh xuất nó, mà chúng ta dưỡng nuôi cái thân đủ sức khỏe để chúng ta tu tập, để chúng ta làm được nhiều thiện sự. Trong kinh Pháp Cú nói, ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Lấy một cái hoa 1, 2, 3, 4 kết lại thành một tràng hoa. Con người này cũng thế, nơi cái thân sanh tử của con người này nếu biết làm được rất nhiều thiện sự. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa có ngày cũng sẽ chết, nhưng mà từ khi Pháp Hòa biết chia sẻ với đại chúng tới giờ là từ năm 97, 98 tới giờ là bao nhiêu năm? 20 mấy năm nay. Ròng rã nói mỗi cuối tuần, bây giờ nói lấn luôn ngày thường. Bây giờ thí dụ như bây giờ nếu một ngày nào đó mà có chết đi thì mà thấy rằng mình sống không có phí nữa. Vì cuộc đời của mình mỗi ngày, mỗi tuần mình đã làm được gì cho Phật Pháp. Thấy không? Những ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự.
Chúc mừng thầy trở lại Nhật. Rất mong lần này được chiêm ngưỡng nhiều chùa chiền của xứ này. Con kính mong thầy cho con lời khuyên. Bản thân con tánh tình bộc trực. Tử tế với tất cả mọi người, luôn sống vì người. Tuy nhiên, con luôn mong đối phương phải tử tế lại với mình. Nếu không thì con không bao giờ giao thiệp với họ nữa. Thành ra cuối cùng thì xung quanh chẳng còn ai chơi với mình. Sao sao giống mình quá. Con không phải muốn họ trả lễ cho con y như những gì mình cho họ. Nhưng sao con cứ thắc mắc trách móc tại sao họ không giống mình. Nếu mà họ giống mình thì họ là mình chứ đâu phải họ là họ. Họ không giống mình thì mãi mãi mới họ với mình. Tại sao chúng ta gọi là chúng sanh? Nếu đơn giản giải thích chữ chúng sanh là chúng di duyên sanh. Tất cả chúng ta nương nhau mà sống. Thật ra cái vị Phật tử này có buồn vậy đó cũng không có gì. Nếu đứng trên phương diện bình thường thế gian là không có gì sai hết. Chuyện bình thường, mình giúp người ta không giúp mình lại mình cũng bực chứ. Phải không? Mà mình cho người ta cái này quá trời. Cho nên á, bánh ít quy phải gì, bánh ít đi, bánh quy phải trở lại. Còn bánh ít đi hoài, mai mốt nó ít 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 hơn. Bánh ít đi hoài mà không thấy bánh quy lại. Rồi rốt cuộc còn bánh không chứ có bánh ít. Trên thế gian là vậy. Nhưng bây giờ mình tập theo cái tinh thần của người học Phật nè. Khi mình cho ai điều gì á, mình nên tập có ba cái nhìn. Hay nói cách khác là có một cái nhìn về ba thứ. Một là mình, hai là của, ba là người. Mình không phải là người cho, của này không phải là của cho, người kia không phải là người nhận. Cái này đạo Phật gọi là tam luân không tịch. Tam luân là ba cái vòng. Mình đưa ba cái vòng này đi tới cái chỗ vắng lặng, bình thường. Hôm qua Pháp Hòa có thưa nè, thường thường cái cách mình tu tập á, khi người ta cần đến mình, cũng may là gặp lúc mình có thể làm được. Đó là mình nghĩ vậy đi. Nếu mà hôm nào họ cần tới mình mà mình không làm được, mình đành bó tay, không thể giúp. Cho nên ở đây mình không có làm ơn gì hết, chẳng qua là đúng lúc thôi. Đúng lúc anh cần và đúng lúc tôi có khả năng. Thấy như vậy cho nên rồi mình giúp người mà không bao giờ có một cái gì phía sau. Cho nên Đức Phật nói, nếu mình thi ơn mà mong cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Ở đây mình thông cảm. Cái này nhiều khi á, mình chỉ muốn cái phước hữu lậu thôi. Tôi cho người đó một, người đó phải cho lại tôi ít nhất phân nửa. Phước này là phước hữu lậu. Hữu lậu là gì? Là cái phước này nó có ngày nó hết. Bây giờ tập phải tập làm phước vô lậu nha. Mình làm một cái gì mà mình không tính toán thì cái phước đó bất tận. Pháp Hòa ví dụ nè, cái gì gọi là hữu lậu và vô lậu nha. Pháp Hòa có một đồng, Pháp Hòa tặng cho quý vị một đồng. Rồi quý vị có một đồng, quý vị tặng ngược lại cho Pháp Hòa một đồng. Cứ như thế mà suốt năm hai chúng ta mãi mãi chỉ có một đồng. Đây là phước hữu lậu nè. Bây giờ phước vô lậu đây. Pháp Hòa có một hiểu biết, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Đại chúng có một hiểu biết, đại chúng chia sẻ là với Pháp Hòa. Cứ mỗi lần chia sẻ là cả hai tăng lên hai cái biết. Biết của mình và biết của người. Cái phước này, cái biết này là biết của vô lậu. Tại vì nó tăng trưởng. Nó không hình tướng nhưng mà nó tăng trưởng. Còn cái mà chúng ta thấy được hình tướng đổi chác, đó là hữu lậu. Nhớ không? Thân này là thân hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu. Chữ hữu là có. Chữ lậu là còn rớt lại, còn sót lại. Thì cái thân này nè, thân hữu lậu. Nhưng mà những gì mình làm cho thế gian là vô lậu. Tại vì mình làm rồi không tính toán, nhưng mà nó tồn tại mãi, không có gì tính được. Thì nên đi.
Mình nếu mình mong người ta cho mình lại nữa thì thôi mãi mãi mà không có gì để nhớ nhau. Tôi đâu có, tôi chị đâu có gì đâu. Chị cho tôi 1 đồng, tôi cho chị lại cái bánh quê. Nhưng mà mình vẫn cho người ta hoài mà mình không thấy gì người ta cho, không sao hết. Vì cái đó nó mới là cái điều chúng ta cần nói. Quý vị thấy nếu cuộc đời này mà ai cũng tính toán với mình kiểu này á nha, trả nổi không? Trả không nổi. Người thứ nhất tính với mình là mẹ mình nè. Từ lúc sanh mình ra mẹ sẽ ghi sổ uống bao nhiêu bình sữa rồi, xài bao nhiêu ký tả rồi. Nếu mà cái người muốn tính toán với mình là mẹ mình á. Nhưng mà mẹ không bao giờ có cuốn sổ nào với con hết. Nhưng mà ngược lại con có sổ với mẹ nha. Có không? Có. Trời ơi, hồi đó tôi nuôi bà già tôi 8 năm á. Mình nói vậy đó. Trời, ông già tôi ông bệnh tôi nuôi 3 tháng luôn đó. Tôi cực khổ tôi ngày đêm. Mà không nghe ông già bà già nào nói tôi nuôi nó 3 năm á. Nhường cơm xẻ nước không nghe nói. Tại vì sao? Vì mẹ là mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ là cái tiếng con bập bẹ nói từ lúc chào đời cho đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho hạnh phúc. Nhà mẹ không có đòi mình. Thở đây á, thôi thì bây giờ chị tập mình đưa cái cho mình cao lên chút. Nếu mà mình cho lại đây bình thường nè, ta mình giúp người ta giúp lại. Bây giờ phi thường nha, người ta mình giúp người ta rất nhiều mà mình không cần người ta đáp lại gì hết, đây là phi thường. Còn nếu mà người ta không đáp lại rồi người ta vẫn sống bình an vô sự, còn mình bực bội với người ta là mình bất thường. Giờ mình muốn mình bình thường, mình phi thường hay bất thường, đó là do mình. Trên nguyên tắc giúp người, người giúp lại, đó là chuyện bình thường. Còn mình giúp người mà không cần người giúp, đó là phi thường. Còn người ta không nói gì hết, người ta vẫn bình an, người ta thấy không có gì đặc biệt, mà mình cứ bực bội hoài, thậm chí mình nói thôi tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Có người nói tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Nên là mình như vậy. Có nhiều người ta hận, ta nên ta viết trên tay người ta, ta xăm trên tay người ta: hận đời đen bạc, ghét kẻ bạc tình. Rồi mỗi lần mà là mỗi lần mà buồn đời cái giáng tay lên, thấy không? Kính bạch thầy, cho con hỏi, người thân chị gái của mình tham sân si chấp, cứ sống theo quá khứ và mong ước về tương lai, cuối mong thầy quan hỷ giúp con. Thầy bó tay. Người thân mình bị tham sân si, sống theo quá khứ. Thầy có về đó đâu, thầy lôi chị sống với hiện tại. Thưa đại chúng, mỗi người có mỗi cái nghiệp sống. Cái đây là cái quan niệm thôi. Có những người, người ta dễ dàng quên được cái quá khứ. Có những người ta không có dễ quên. Không phải là người ta không muốn, nhưng mà ta làm được. Mà mình muốn làm được cái việc đó thì mình phải thực tập dữ lắm. Chính bản thân mình nè. Chính bản thân mình thôi chứ đừng nói lâu. Có nhiều khi mình gặp một cái chuyện gì đó là mình không bao giờ quên được. Cho nên mình khi mà mình nổi tham sân si, mình chấp, rồi mình thấy cái người đó như vậy, mình buồn. Mình buồn á nghĩa là mình thương chứ không phải ghét. Buồn nó hai loại: buồn thương và buồn ghét. Ví dụ như Phật, Bồ Tát, người ta thấy mình ta thương, ta buồn, ta chúng sanh mình sao lặn ngụp hoài không chịu trồi lên. Trong kinh Địa Tạng nói cứu họ vô rồi, đem cái người đó lên rồi lay xây qua xây lại, ủa thấy nó nữa. Cho chúng sanh mình cũng vậy thôi.
cái quá khứ cái tương lai á, là hai cái nó chi phối mình lớn lắm. Cho nên á, đạo Phật á, dạy cho mình trở về với cái hiện tại. Thì thôi bây giờ nếu mình có một người thân như vậy thì mình phải ráng làm sao mình khuyên. Không có bắt người ta một lần được đâu. Cứ một lần mình nói một chút. Hồi ba con còn sống, ông có nói sống cái nhà thác cái mồ, vậy khi mất đi con nên chôn hay thiêu? Theo con muốn chôn vì có 7 đứa con, để nó nhớ cái mồ mả của cha mẹ, vì đạo Phật là đạo hiếu. Dạ thưa không phải. Đạo Phật là đạo hiếu, mà hiếu không phải chôn mới hiếu, mà cũng không phải thiêu mới hiếu. Ông bà mình hồi xưa quan niệm á, sống cái nhà thác cái mồ, bởi vì đó là cái phong tục tập quán của mình là mình chôn. Người Nhật có chôn không? Không. Người Nhật là thiêu. Ấn Độ có chôn không? Không, thiêu. Thưa đại chúng, khi mình chết đi á, có 5 cách giải quyết cái xác chết. Một là thiêu gọi là hỏa táng. Hai là chôn gọi là thổ táng. Ba là bỏ xuống nước gọi là thủy táng. Bốn là cho chim ăn gọi là điểu táng. Năm là đỏ trong rừng gọi là thi lâm táng. Cách nào cũng là giải quyết cái thể thi thể đó hết. Nhưng mà tại vì người Việt của chúng ta có đất, cho nên chúng ta chôn. Chôn xong vài chục năm sau, chật đất quá đem lên đốt. Đốt rồi để trong hũ. Thật ra tới đó làm sao cũng được hết, tùy mình. Vì chết rồi á, cái chữ chết không phải là chết là hết, không phải hết cái đó à. Không phải là chết là hết, không còn gì. Hết là hết cái thể xác của mình thôi, chứ còn nghiệp lực của mình chứ. Quan trọng là cái nghiệp lực siêu thoát. Còn cái hình thức chôn cất hũ cốt mình giữ sao là tùy hoàn cảnh của mình. Đạo Phật không hề quy định con cái phải chôn cha mẹ để đi thăm mới gọi là có hiếu không. Mình nói vậy kẹt cho người ta, lỡ người ta không có khả năng chôn sao? Rồi lỡ người ta nghĩ rằng gia đình người ta sẽ dọn nhà đi, người ta chôn đó rồi nữa ai thăm? Phải không? Mà hơn nữa đó, mình sự sống hơn là sự tử. Mình lo cho người sống nhiều hơn người chết. Người chết có lo mà chỉ một phần. Cái quan trọng là lúc sống nè. Ăn nóng không cho ăn, đợi tới cho ăn nguội không à. Thấy không? Thành thử ra cái quan trọng là lúc sống mình làm gì với người thân, mình làm gì với họ. Chứ còn cái chuyện mình chôn hay là thiêu tùy hoàn cảnh. Cho nên ông bà cha mẹ đừng có chối lại với con là mẹ muốn á, khi nào chết á, tụi con ráng đem về Việt Nam làm cái đám tang cho nở mặt nở mày hàng xóm. Mình nở mặt nở mày mà con nó bể bụng. Con nó bể mặt, tại vì lo không nổi thì phải chạy đi mượn đầu này đầu kia để lo cái đám, xong rồi con đổ nợ. Mình chết xong rồi mình chết rồi hết rồi đó. Mình hết cái xác mình mà để là đóng nợ. Trời Phó Hoài hay đùa hỏi nhà anh có thiếu gì không? Nhà con không thiếu gì hết, chỉ có thiếu nợ. Dạ thưa đại chúng, đừng quan niệm vậy. Đạo Phật là đạo hiếu, nhưng mà cái chữ hiếu của đạo Phật không có nghĩa là chôn hay thiêu. Mà cái hiếu của đạo Phật là khi sống chúng ta phụng lo, khi chết chúng ta làm theo ý nguyện. Mà cái ý nguyện của cha mẹ là cái ý nguyện muốn con mình sống lành mạnh, chứ không phải là cái vấn đề khác. Còn mình muốn chôn thiêu là tùy mình. Cách nào cũng được hết. Có những người ta chôn xong giờ thời gian cha mẹ chôn Việt Nam, con cái qua đây với bầy cháu. Bây giờ cái tớp mà cái người cái nhóm người con bây giờ bắt đầu già sắp chết nè. Mà cái tớp cháu là quên rồi đó. Mà cái lớp chắc là còn dữ dội nữa. Cho nên thôi bây giờ các vị phải về Việt Nam bốc mộ, thiêu rồi thủy táng luôn để chi yên lòng. Mình đã đối với cha mẹ mình xong hết cái bổn phận. Cháu mình bên này, tức là con mình bên này, gọi bằng ông nội, ông ngoại gì đó, chắc gì họ có thời gian họ về. Mà đám cháu không nhớ thì đám chắc là bảo đảm luôn, chắc luôn, không có gì hết. Cho nên thôi mình tự giải quyết, mình tự quyết định lấy luôn, đừng đợi ai quyết định hết. Phải không? Thanh niên tự hữu xung thiên khí, hư hướng Như Lai hà xứ hành. Thanh niên tự có chí song thiên,
chẳng cần đi theo vết đổ đó mới gọi là đúng. Mình thấy cái điều gì bây giờ không còn phù hợp, mình tự giải quyết luôn. Pháp Hòa đã bao giờ, Pháp Hòa có rất nhiều tên trong bảo hiểm nha, mấy bà già lên nhờ hết rồi. Tại vì sao? Nói là bảo đảm là con cái không biết gì nữa rồi, thôi thì nhờ thầy lo luôn. Một là thủy táng, có nhiều vị nói sau khi thiêu xong 49 ngày rồi thầy lo rải luôn giùm. Có nhiều vị nói nếu mà thầy thương cho con về chùa con ở rồi thầy lo. Pháp Hòa, nhưng mà Pháp Hòa có lo hết không? Lo hết đời Pháp Hòa thôi chứ, hết mà hết đời mình thôi, còn đời đệ tử tôi không biết ạ. Thưa thầy, con có đọc trên mạng có nhiều bài viết nói danh từ bà chủ chùa, vậy thầy có thể quan hỷ giải thích cho con biết thế nào là bà chủ chùa, sao người ta lại gọi bà chủ chùa ạ? Em cũng xin thành thật, lần đầu tiên em nghe danh từ này. Em cũng đọc kinh sách dữ lắm mà em cũng chưa biết chữ này. Ngay cả ông chủ chùa em còn chưa nghe, lấy gì em nghe bà chủ chùa. Không có cái từ đó đâu. Mà nếu có thì chắc có lẽ là người ta muốn châm biếm ai đó mình không biết à. Nhưng mà mấy cái từ đó không có trong Phật giáo. Ngay cả chữ chủ chùa cũng không có à. Chứ đừng nói là ông bà gì hết á. Đạo Phật không có xài chữ chủ chùa. Bởi vì mình còn làm chủ mình không được. Mà chủ cái gì? Chủ cái chùa. Mà chùa của mình đâu mà làm chủ. Chùa của ai? Của bá gia bá tánh chứ của mình đâu mà làm chủ. Mình không có làm chủ ai hết á. Có làm chủ nợ thì được. Cái vị mà ở trong chùa chúng ta không gọi là chủ chùa, mà chúng ta gọi là trụ trì. Trụ trì khác với chủ chùa xa lắc. Trụ là ở, trì là giữ. Ở chùa và giữ chùa kêu trụ trì. Còn nếu mà nói cho hoa mỹ, nói cho cao siêu chút nữa là gì biết không? Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng. Nghe ghê gớm vậy đó. Ở nhà của Như Lai gọi là trụ Như Lai gia. Giữ gìn gia tài của Phật gọi là trì Như Lai tạng. Còn nói đơn giản đi, ông giữ chùa, giữ chùa thôi chứ không có chủ. Này, cái thân này mà còn làm chủ không được, mà mình chủ ai? Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh, nó muốn chết giờ nào nó chết, thậm chí nó muốn chết qua nó chắc kiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Không có chủ được ai hết á. Cho nên Pháp Hòa mà mấy vị mà mời Pháp Hòa đi cúng khai trương tiệm đó, Pháp Hòa lợi và cúng, Pháp Hòa nói hôm nay quý thầy rất hoan hỷ tới để chúc mừng và cầu nguyện cho quý Phật tử mở được cửa hàng làm ăn, tạm gọi là chủ tiệm. Nhưng mà nhớ là mình làm chủ tiệm thì dễ, mà làm chủ bản thân khó. Và phải nhớ rằng có hàng chục người làm cho mình để họ đóng vai người làm để mình được đóng vai làm chủ. Vậy thì khi có người làm mình mới được làm chủ. Không ai còn làm với mình chủ với ai. Quý vị hiểu ý và muốn nói gì không? Mình làm chủ mình phải đối xử với nhân công làm sao? Thì nhân công ở lại với mình sao để mới được gọi mình làm chủ? Nhưng mà mình làm chủ cái gì không cần biết, mà làm chủ chưa được làm chủ mình thì mình chưa làm chủ được. Ví dụ như chủ mình là chủ gì? Chủ cơn giận, chủ cái chức vị của mình. Tôi là ông chủ, tôi là bà chủ, tôi ra lệnh quý vị phải nghe. Thì nếu mà người ta cần việc làm thì người ta nghe, nhưng mà người ta nghe người ta làm mà tâm ta không phục. Còn mình làm chủ như thế nào mà người ta thương quý mình, mà ta gọi bà chủ ông chủ bằng cái tấm lòng của người ta, hai cái đó nó khác. Ngay cả vị trụ trì, người ta tới người ta sợ mình quá, người ta kêu mình trụ trì, mà người ta kêu tại vì cái chức mình trụ trì, người ta kêu trụ trì, chứ còn cái tâm cung kính trụ trì nó không có. Cho nên không có chủ chùa, mà chỉ có trụ trì thôi. Trụ ở đó, gìn giữ cái đó. Hết duyên thầy cứ đi. Hết duyên là đi, không có cái gì khổ hết á. Tại vì ở để giữ chùa, lo chùa thôi. Chùa này của bá tánh, mặc dù trên danh nghĩa là tôi đứng ra tôi vận động tôi xây đó, tôi vận động tôi làm đó, nói nghe oai phong vậy đó, nhưng mà thiệt sự ra tôi không có gì hết á. Sở dĩ tôi làm được là nhờ bá gia bá tánh hùng vô tôi đại diện,
tôi là người được tin tưởng, được giao phó, tôi làm việc đó. Nhưng mà đủ duyên tôi làm, hết duyên tôi đi, không có ràng buộc, không có bận rộn. Thầy nào mà bỏ chùa mà rời khỏi cái chỗ đó mà đau khổ với cái chỗ mình làm đó, tôi chưa giỏi. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo pháp. Chỗ nào đạo pháp cần, chúng con đến. Chỗ nào chúng sanh cần, chúng con tới. Không vì danh lợi. Xong rồi chúng con đi. Không nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Cho nên mình không bao giờ có chữ chủ chùa. Trong kinh sách, trong từ điển Phật học không có chữ chủ chùa. Chỉ có chữ trụ trì thôi. Trụ là ở, trì là giữ. Ở chùa, giữ chùa. Nói một cách trang trọng, ở cái chùa đó giữ gìn viền mối của đạo pháp, làm cho chánh pháp được phát huy. Còn thầy ở đó mà thầy bày đủ thứ trò mê tín, để cho người ta bái cúng lại lục mà không giảng pháp cho người ta nghe, thì cái đó chưa đúng chánh pháp. Mà nếu quý Phật tử nào mà đến chỗ nào mà người ta chỉ cho mình ăn mà không cho mình giáo pháp, thì chỗ đó không phải chỗ mình ở. Chỗ nào mà người ta cho mình giáo pháp mà người ta không cho mình ăn, ráng ở. Còn chỗ nào mà vừa cho mình ăn, vừa cho mình giáo pháp, ngu gì cũng ở. Còn chỗ nào không cho mình giáo pháp mà cũng không cho mình đi, ở ăn. Vọt lẹ. Thưa Thầy, cho con hỏi, Phật tử hải ngoại với môi trường và cuộc sống khác rất nhiều so với Việt Nam, thì Phật tử chúng con có bổn phận như thế nào và nên làm gì để gìn giữ và phát triển Phật giáo, để hỗ trợ quý thầy cô chuyên tâm tu tập? Câu này hay đó, nhưng mà nói nhiều lắm à. Thôi bây giờ trước hết nói về căn bản, nếu mình có cái tâm như vậy thì đúng là một Phật tử, nghĩa là mình muốn hộ trì. Người xưa nói như thế này: Phật pháp trường tồn là do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Phật pháp có phát huy hay không là ở quý thầy chứ không phải ở Phật tử. Tại vì cái chuyện hoằng pháp lợi sinh là bổn phận của tăng ni. Giữ gìn đạo tràng cơ sở của chùa là chuyện của Phật tử. Hai bên làm hai việc. Cũng giống như á, ba đi làm về đem tiền về nuôi gia đình, mẹ ở nhà phải có bổn phận lo cơm nước và dạy dỗ con cái. Hai việc làm. Cũng như thế, Phật tử giúp cho quý thầy duy trì ngôi tam bảo, vì quý vị có đi làm, quý vị có phương tiện vật chất, quý vị hộ trì. Còn chư tăng là đầu tư hết cuộc đời mình vào chuyện nghiên cứu giáo pháp để truyền bá lời Phật, giúp cho Phật tử trên năm phương diện. Thậm chí Phật tử buồn khổ, có những vấn đề trong gia đình, mình phải có lời an ủi. Gia đình Phật tử có tang sự, chúng ta phải an ủi, chúng ta phải chăm sóc. Chứ không phải là tôi tu rồi, chuyện đó không phải chuyện của tôi. Nhưng mà lúc mình cần người ta mình réo, lúc hết việc rồi mình không có quan tâm, thì cái đó không phải tâm của người tu sĩ. Cho nên người Phật tử phát tâm phát triển đạo Phật, quý vị muốn phát triển đạo Phật phải không? Trên phương diện cá nhân, mỗi người phải tự nỗ lực tu tập ở nhà, tụng kinh, bái sám, nghe pháp, chuyển hóa phiền não. Đó là tự thân mình nha. Trên phương diện đóng góp cho cộng đồng, không tham gia những câu chuyện thị phi thế sự, chuyện tốt chuyện xấu của đạo tràng này đạo tràng kia không được bàn tán. Người ta có rủ mình vô nhóm vô phe cũng không có phe nhóm. Phật tử giữ được cái lập trường đó thì tự nhiên sẽ yên. Mà thậm chí người ta rủ nó: chị, mình tu rồi không có phe nhóm, hộ trì tam bảo thôi, chỗ nào có chánh pháp chỗ đó mình hộ trì. Còn rủ rì mà rỉ tai đó là mình sai, mình làm cho đạo tràng bị mai một.
phát triển không nổi nếu mà chúng ta cứ sống kiểu đó. Và chúng ta phải hộ trì giúp đỡ cho quý thầy, là quý thầy đâu có đủ người để mà lo hết cho quần chúng Phật tử. Mỗi người mình phải chăm sóc với nhau. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa rất muốn á, rất muốn điều đó, là mỗi Phật tử mình quan tâm với nhau. Thí dụ bây giờ mỗi người giữ 10 cái số phone, thì mỗi Phật tử có bổn phận phone thăm nhau. Thầy trụ trì không có thời gian, thì Phật tử mình đó, thấy ai không đi chùa phone hỏi thăm. Biết được gia đình chị đó có hữu sự, báo cho thầy trụ trì biết: thầy ơi, chị Năm gia đình chị có chuyện, mấy tuần lễ nay chị không có đi chùa được. Mấy tuần lễ nay chị bệnh mà chị giấu đó. Thầy mình báo cho thầy trụ trì biết để thầy trụ trì gửi tâm lân mẫn đến Phật tử. Mình là cánh tay nối dài của Tăng Bảo. Còn mình sống trong chùa không biết ai hết trơn. Ai đi chùa đi cũng đi thôi, tôi không biết. Rồi hỏi tới mình, không, tôi không có thích thị phi. Đó đâu phải chuyện thị phi, đó là mình quan tâm với nhau. Mình làm cánh tay mình giúp đỡ. Và thậm chí 2-3 tuần cũng thấy vị đó gọi: chị sao mấy tuần lễ nay chị cũng đi chùa, có chuyện gì không? Phật tử mình lân mẫn với nhau. Cứ mình không cần làm gì. Ở đây hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với thầy trụ trì, thầy trụ trì nói mỗi chùa mỗi tông á, Phật tử ta đi về chùa đó, ta lo cố củng cố phát triển cái tông phái đó. Người ta có cách làm việc của người ta rất là hay. Cho nên cái câu hỏi rất hay, rất có lòng. Và mình, bản thân mình trước hết là phải nỗ lực tu tập. Mình muốn phát triển đạo pháp thì bản thân mình phải phát triển tu tập trên 3 phương diện: văn, tư, tu. Văn là phải nghe, tư là suy nghĩ đạo lý, tu là hành trì. Mà người nào giữ được 3 điểm văn, tư, tu, giới định tuệ thì mình là một Phật tử đóng góp cho đạo tràng, cho Tăng Bảo rất nhiều. Phụ mình cũng là hàng Tăng Bảo, nhưng mà Tăng Bảo tại gia lân mẫn với người cư sĩ. Có những việc chư Tăng làm không được mà quý vị làm được. Pháp Hòa ví dụ như á, bây giờ đang ngồi giảng đây nè, có một nhóm khách ở xa tới. Thí dụ Pháp Hòa đang là trụ trì ở đây đi, bây giờ Pháp Hòa không thể nào ê, mời mấy vị đó vô, Pháp Hòa không làm được. Một Phật tử thuần thành của chùa đây ngó ra thấy có một người, có nhóm khách tới, bước ra liền: A Di Đà Phật, chào quý đạo hữu mới tới. Xin hỏi quý đạo hữu ở đâu tới? Mời ta vô. Dạ quý tới, ta nói tôi tới lễ Phật. Dạ thầy đang giảng sắp xong rồi, quý đạo hữu có thể ngồi đây nghỉ mệt hay là muốn lên tham dự không? Tiếp người ta, thay thầy trụ trì: ê, có ai mới tới à? Thôi kệ. Làm sao mình phát triển được? Ta tới ta thấy không ai ngó ngàng gì tới người ta hết. Mà mình là Phật tử, cho nên Pháp Hòa nói vô tụng thời kinh nè, thầy trụ trì ngồi xuống tụng, và Phật tử thuần thành của cái chùa phải ngó nhìn xung quanh coi những người mới tới sao, người ta có kinh tụng không. Tụi mình chỉ biết cuốn kinh mình thôi à, kệ ai em có thôi, mặc mình sống vậy cũng được. Nhưng mà cái tâm lân mẫn mình không có, cái chùa đó sao phát triển nổi nếu mà Phật tử cứ sống kiểu đó. Mình là Phật tử thuần thành, mình phải để tâm tới những người ta mới tới. Thậm chí vô tụng thời kinh, mình mới biết kinh Nhật tụng để đâu, mình mới biết kinh Địa Tạng để đâu. Ngồi xuống là mình phải ngó phía sau, nhất là những người phía sau ta mới tới. Ta không có quyển kinh, mình biết có đâu, đi lấy quyển kinh, thậm chí đang cầm trên tay, nhường cái quyển đó rồi đi kiếm kinh khác đưa cho các vị. Chắc chắn rằng các vị phải có kinh sách, thậm chí lật trang cho người ta luôn. Thấy người ta tới: dạ mô Phật, quý đạo hữu lễ Phật xong, quý vị đi mới tới ở xa, quý vị dùng cơm chưa? Chứ đâu phải là mà hết giờ rồi, hết giờ cơm rồi. Trời đất. Thành thử ra thầy trụ trì ông không có 3 đầu 6 tay, ông làm được hết đâu. Tăng chúng trong chùa đó, đại chúng, những người thường trụ, những Phật tử trong chùa đó phải có bổn phận làm việc đó. Nếu mình muốn cái đạo tràng mình hưng thịnh, mình muốn cho Phật tử người ta tu tập. Thưa thầy, ai cũng nói đi tu là khổ, là cô đơn, mà con thấy quý thầy
cô bên Nhật vừa tu vừa làm vừa tu, con thấy khổ cực thật, nhưng con vẫn thấy quý thầy luôn cười hiền hòa để bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Có hôm con hỏi một sư cô vì sao cô đi tu khổ cô đơn mà sư vẫn chọn con đường này, sư cười rồi hát cho con nghe đoạn này: đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Bài này sao giống của em vậy? Sư cô hát hay mà vui lắm thầy ạ. À, đi tu là khổ hay vui thầy ạ? À, thì nhìn thì biết rồi. Cái này nó liên quan tới bài kinh nha. Có một hôm á, có một vị cư sĩ tới hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao tụi con ở ngoài á, ngày ăn ba cử, tối nhiều khi còn ăn thêm, cuối tuần là diện đi chơi, ở nhà coi phim coi nhạc đủ thứ trò giải trí, mà sao tụi con mặc đứa nào cũng nhăn? Còn các thầy á, nhiều khi ngày ăn có ăn cử mà ngó lại thì cũng cứ đầu hũ dưới rau. Đời sống rất đơn giản mà tại sao các thầy ít nhăn, mà cuộc nhìn các thầy nó có cái vẻ gì nó nhẹ nhàng vô cùng. Quý vị biết Phật trả lời làm sao? Tại vì cái tâm nó không có vướng bận quá khứ khổ đau. Mình nó luôn luôn á, cái gì mình cũng muốn mà mình không lượng sức. Quá khứ thì mình cũng muốn ôm, mà tương lai mình cũng muốn hốt, mà hiện tại mình không có nhớ gì hết. Có không? Trời ơi, nó nói một câu nặng 5 năm về trước rồi vẫn nhớ luôn nha. Tôi nhớ rõ ràng một buổi chiều mưa. Nó mặc cái áo tím, tôi đứng góc này. Tôi đi ngang nó thấy tôi một cái, tôi vẫn nhớ ánh mắt nó tới bây giờ. Ôi trời ơi, vậy mà cái người ta thương mình, ta quý mình chẳng nhớ gì hết trơn. Khổ không? Cho nên Pháp Hòa mới xin phép là mạng phép đổi lời cái bài hát nãy đó. Cái bài đó là Pháp Hòa đổi lời đó. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài vì biệt đời luôn đổi thay. Đâu có giận ai hoàng chi, tại vì biết đời luôn đổi thay. Thôi bây giờ quý vị nghe câu này nè, hát theo nha. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Hát lại nha. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận được nguôi, gương mặt nó được tươi. Dễ không? Là hát lại lần cho tươi lên coi. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Dễ không? À, dễ thì hát tiếp. Nghe bên này à, xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Làm lại coi. Nghe bên này à, xuyên qua đây, à, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Dễ không? Dễ, hát tiếp.
trên đời này luôn đổi thay, vô thường vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Dễ không? Nín. Sợ hát tiếp rồi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ giác chính ở đây. Chỉ có giây phút hiện tại, quá khứ là qua rồi. Cho nên có vị hỏi, thưa ngài, thế nào được gọi là tổ? Vị thiền sư trả lời, quá khứ qua không nhớ, tương lai chưa tới khỏi trong, hiện tại chẳng đem lòng dính mắc. Cái gì đã quá khứ nó qua phải không? Tương lai thì mình không biết sao trong. Hiện tại có nắm bắt được cái gì không? Có không? Không. Tại vì bất cứ một cái tích tắc nó thành ra quá khứ, cho nên không nắm được gì hết. Hiện tại cũng không nắm được gì. Thí dụ hiện tại mình là một tài tử thì đừng có dính mắc mình sẽ là tài tử, phải không? Tại vì trong cuộc sống Đức Phật có nói, có nhiều khi tận tài bất tận tử, nhiều khi tận tử bất tận tài, có nhiều khi tài còn mà tử tới. Tận tài, tài bất tận, tử tận. Nhiều khi tiền của mình còn, nhưng mà cái chết mình đã tới rồi. Cho nên tài tử, nghe tài tử mình thấy có gì đó nó rất là cuộc sống rất là sôi nổi hay là cái gì đó, nhưng mà thật sự Đức Phật nói có những trường hợp tận tài bất tận tử. Mình tiền của mình hết rồi nhưng mà chưa chết. Nhưng mà có nhiều khi tài bất tận mà tử tận. Các thầy không phải không lo, không phải không giận, nhưng mà không có để lâu. Cũng phải lo chứ, không lo ai lo. Nhưng mà biết lo. Lo cái gì cần lo. Ví dụ như ngày mai Pháp Hòa còn chuyến đi, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa có 2 buổi nói chuyện, Pháp Hòa lo 2 buổi này thôi. Giờ này đoàn đi hết rồi, Pháp Hòa không lo, tại vì lo chuyện này. Hiểu không? Pháp Hòa có chuyện để lo, nhưng mà chuyện của ngày mai không phải chuyện bây giờ. Chuyện bây giờ là lo sao đủ sức để nói chuyện như lời mình đã hứa. Con người chúng ta có 2 chuyện để lo thôi. Một là khỏe, hai là bệnh. Nếu mình khỏe thì đâu có chuyện gì để lo. Nếu mình bệnh có 2 chuyện để lo. Một là hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có chuyện gì để lo. Nhưng nếu mình chết có 2 chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng nếu mình lên thiên đường đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mình xuống địa ngục thì mình sẽ gặp rất nhiều bạn của mình. Chừng đó mình sẽ bận rộn bắt tay mỗi người và không còn giờ để lo. Mình ráng 2 câu nổi không? Thôi làm cho đẹp lòng hết đi ha. Thưa thầy, làm thế nào để vượt qua lòng ganh tị? Ganh tị là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là đố kỵ. Thường thường là mình trước khi mình tuổi tị mình phải tuổi thân. Sao tôi tuổi thân tôi quá à? Vậy đó, ai cũng thương còn tôi không ai ngó. Mà tuổi thân là qua tuổi tị gần lắm á. Chữ tị là mình đố kỵ, nghĩa là mình ganh với cái vị đó. Cái chìa khóa đó với cái ổ khóa đó làm việc với nhau. Thì một hôm á, cái ổ khóa nó mới trách cái chìa khóa. Nó mới nói cũng cùng là một bộ với nhau, nhưng mà tôi á thì khổ hơn anh. Chủ nhà đi đâu á là đem tôi ra móc ngay cửa. Còn anh á
thì được đi theo chủ dân du khắp nơi. Còn tôi mãi mãi cứ đứng ngay cửa đó để cho họ khóa lại. Thế chìa khóa nó nói: trời ơi, anh ổ khóa ơi, thấy anh vậy mà anh cũng có phước hơn tôi. Anh ở đây anh được hít thở không khí, còn tôi cứ chui vô cái quần ngợp muốn chết. Thì khóa đã xong nhét cái chìa vô. Nhiều khi tôi ngửi đủ mùi mà anh đâu có biết. Cái chìa nó nói với anh khóa, ổ khóa vậy đó. Thế thì anh ổ khóa đó tức mình. Một ngày nọ, chủ để cái ổ khóa khóa xong, chủ quên. Sẵn dịp nó hất cái chìa khóa vô cái thùng rác. Vì nó nghĩ rằng á, tao hất mày đi để mày khỏi theo chủ nữa. Chủ đâu có nhớ, tưởng đâu là mình giữ chìa khóa trong người. Đi vân du một ngày trời về, lục giỏ không có chìa khóa. Bây giờ không có cái chìa thì làm sao mở? Cuối cùng lấy búa đập nát cái ổ khóa để được vô nhà. Mà cái ổ khóa bị đập rồi nó hư thì làm sao dùng lại được? Sẵn cái thùng rác đó, dục cái cốp vô đó. Lúc đó ổ khóa nó gặp lại chìa khóa. Chìa khóa nó nói: welcome. Quý vị nhớ câu chuyện không? À, nhớ câu chuyện đó đi để trả lời ganh tị. Mình ganh mình là chìa khóa mà mình ganh với cái ổ khóa. Hay là ngược lại, ổ khóa mà đi ganh với chìa khóa, rồi mình làm cho chìa khóa nó rọt vô cái thùng rác, để nó cuộc đời của nó khỏi cần ai dòm ngó nó nữa. Thì người ta không có chìa, người ta không mở được mình một cách trơn tru, thì người ta phải đập mình thôi. Mà một khi mình mà cái ổ khóa bị hư rồi thì làm sao xài được nữa? Thì mình cũng cái số phận của mình cũng đi đâu? Cũng đi vô cái thùng rác chung với cái chìa thôi. Mà chẳng những như vậy mình tan nát rồi mới được vô đó nữa. Khi mình muốn nói chuyện này nhiều chuyện để kể quá. Nào cái chuyện ba con rận nó kiện nhau nè. Nào là cái chuyện cái lưỡi nó thưa cái thân nè. Thôi để dành nó đi. Tháng sau qua kể. Khi mà con muỗi nó cắn mình á, mình có thói quen mình làm gì? Đập muỗi. Đập muỗi, đập bài thơ, đập bài tụng kinh muỗi liền. Vì tao, tao phải đập mày. Vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Phải vậy không? Con muỗi nó cắn mình đau trên mặt là mình giả cái bóp. Con muỗi nó chết nhưng mà ai cũng đau? Mình cũng đau. Vì tao, tao phải đánh mày. Mà vì mày mà tao phải đánh cả hai, là đánh mày, đánh tao. Mình muốn người đã chết, nhưng mình cũng chung số phận đó. Cho nên có nhiều vị nói: thưa thầy, bây giờ tôi muốn hại cái người đó vậy đó. Pháp Hòa hay đem một cái ví dụ. Pháp Hòa nói: chú, bây giờ cái người chú ghét á, nó đang đứng ngay cây xăng á. Chú tới chú châm ngòi cho nó nổ cây xăng. Chú nghĩ là cho cái người đó chết. Mà chú đâu có biết rằng cái người chết của mình sao chạy sao kịp. Nó nổ là mình cũng dính luôn. Mà chẳng những người đó chết, chú chết, mà người xung quanh đã ảnh hưởng. Có đôi lúc mình sống, mình không cần phải thế thiên hành đạo ra tay gì hết trơn. Nhân quả nó đều có mặt. Cái ganh tị nó làm con người mình xấu, chứ không có đẹp gì hết trơn á. Như hôm qua bà thưa đó, mình đã nghèo cái gì? Nghèo tiền của rồi, mà nghèo luôn tâm hồn là ganh tị. Thì không nên. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền cũng biết cái tâm này, cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta phát cái nguyện tùy hỷ công đức. Công đức tùy hỷ nó lớn bằng với cái người làm. Tại vì sao? Tại vì cái người làm á, họ có của họ làm, mình không của, mình tùy hỷ theo, tương đồng. Cho quý vị nhớ không? Cái nguyện của 10 nguyện Phổ Hiền, trong đó nguyện thứ mấy? Nguyện thứ mấy tùy hỷ công đức là ai nhớ? Đọc lại từ đầu. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường,
tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Trong kinh Pháp Hoa cũng nói phẩm tùy hỷ công đức phải không? Mình làm cái người ta làm điều đó, mình không làm được điều đó, mình tùy hỷ. Cái bài khấn nguyện nè: cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, tự thấy mình nhỏ nhoi, việc tu còn kém cỏi. Cho con biết vui với cái vui của mọi người. Cho con biết thấy người khác thành công như chính mình làm được. Cho nên á, cái gì mình làm không được, mình thấy người khác làm mình cứ vui đi, mình cứ tùy hỷ theo. Hồi ở Việt Nam á, có một cái người đó, sống trong một gia đình 50 gia đình mà 49 gia đình nghèo, giàu hết, con mình họ nghèo à. Thì cái người hàng xóm đi tới chơi mới nói: ủa, trong cái xóm này ai cũng giàu mà con mình anh nghèo, mà sao anh không có phiền não, anh không có bực bội? Nói, cái người trả lời sao biết không? Tôi đâu có gì để bực bội, mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Ở trong xóm này 49 gia đình giàu, con mình tôi nghèo à. Không lẽ 49 này người này không nuôi nổi tôi mỗi ngày chén cơm? Do tôi không ganh tị với ai, tôi mỗi ngày tôi sống tôi vui vẻ với làng xóm của tôi, cho nên tuy tôi không của để giữ, họ giữ hết trơn rồi, tôi khỏi lo. Nhưng mà ngày nào họ cũng cho tôi cơm ăn. Tết người cho tôi cái áo, người cho 49 nhà, không lẽ không có tới 20 nhà tặng quà tôi sao? Họ không cho tôi được cái gì sang trọng, nhưng họ biết tôi cần cái gì, họ cho đúng cái nấy. Cho nên thấy tôi nghèo chứ tôi giàu, mà thậm chí nói tôi trung lưu, không cần giữ. Họ có của họ giữ, tôi không của khỏi giữ, họ giữ giùm tôi. Tới ngày tháng họ đưa tôi xài. Quý thấy điều chừng đó không? Cho nên tùy hỷ công đức. Tại sao ở trong chùa Việt Nam mình ở cái thùng tiền để cúng dường, tại sao mình không có để gì, mình để tùy hỷ công đức? Hai cái nghĩa chữ tùy: anh vui vẻ tùy lòng, bỏ vô đó bao nhiêu cũng tốt. Người khác thấy anh bỏ bao nhiêu cúng dường, tùy hỷ đều tốt. Thưa đại chúng, cái người làm và người tùy hỷ nó giống như cây đuốc mà mồi vậy đó. Cây đuốc mồi lên, 100 cây đuốc khác tới mồi, không hề có nao núng. Cây đuốc gốc cũng không bao giờ vì 99 cây đuốc kia mà nó bị hao mòn lửa. Nó vẫn là như vậy. Con có người, con và người ấy làm chung một chỗ làm, người ấy thấy con hiền ít nói: ấy ơi, người ấy là ai? Nói cho ấy nghe với. Con và người ấy làm chung một chỗ làm, người ấy thấy con hiền ít nói, người ấy có hỏi mượn tiền con. Con vui vẻ cho người ấy mượn, không trả, thời gian lâu không thấy trả, con có nhắc người ấy lại hẹn. Sau này con nhắc lại lần hai, người ấy lại trả lời không có mượn. Lúc đó em người ấy xuất hiện bên người ấy và nói ngược lại là con mượn tiền của họ. Họ dựng chuyện không nói có, chuyện có nói không. Mẫu người như vậy theo đạo Phật có tội không thầy? Họ tai ngược dữ lắm thầy ơi, con rất bức xúc, xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên. Chắc muốn thầy đi phùng đi đánh lộn hay sao? Thật ra trên cái nhìn bình thường là người này có lỗi không? Cái người mượn tiền ta không trả người ta mà còn dựng chuyện nói người ta mượn của mình, thế chứ dĩ nhiên là có lỗi rồi. Nhưng mà trên cái phương diện nhân quả mình không thấy được. Biết đâu chừng đời trước mình cũng mượn của người ta, rồi mình cũng quỵt, rồi mình cũng dựng chuyện mình nói người ta, phải không? Thành thử ra ấy ơi, tại ấy không biết á. Để ấy này nói cho ấy nghe nha. Ấy mà thấu đạo lý nhân quả rồi là ấy không có buồn nữa. Thôi bây giờ nếu như mình nghĩ là người đó có tội, tâm mình còn gắn tội cho người, Chưa đủ từ bi. Đừng nghĩ gì hết. Thôi bây giờ người này đã gạt tiền mình, nhưng thủy chung mình cũng không đến nỗi tán gia bại sản gì hết, mình vẫn bình thường. Bất quá mình biết người này là như thế nào, mình không có giao tiếp nữa. Cái điều thứ hai, thay vì mình nghĩ
anh là người có tội, anh sẽ đọa địa ngục, anh sẽ trả lại cho tôi. Đừng, gặp ấy nữa mệt lắm. Thay vì vậy nghĩ thôi, xóa sổ. Có thể đời trước tôi mượn của người này, tôi không trả, thôi giờ may phước là tôi có khả năng trả. Và tôi vẫn, cuộc sống tôi vẫn bình an. Nghĩ như vậy đi, để tâm mình nhẹ nhàng, không có để cho người ấy làm một cái nặng nề trong thân thể của ấy nữa. Ấy nhớ không? Mà nếu mà người ấy mà lần sau gặp lại ấy á, người ấy rất là ấy nấy. Cái người mà sống mà tâm bao dung á, cái tâm bao dung á nó mới quan trọng. Chúng ta thường gọi là lượng cả bao dung. Chúng ta có một cái bài tán Phật: Đức Phật là cái người mà lượng châu xa giới. Cái lòng từ bi, cái lòng độ lượng của Phật á, ôm ấp cả thái hư này. Phật là vần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Thí dụ bây giờ người đó, người ta làm cái gì mình á, mình thay vì mình nói là anh đó, đời này tôi không có làm gì anh hại tôi, anh thiếu nợ tôi, đời sau anh sẽ trả lại cho tôi, thì mình nói như vậy nghĩa là mình bắt buộc cái món nợ này sẽ gặp mình nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đời mà cho mượn nợ thì dễ, mà đòi nợ thì rất là khó khăn. Đời sau mà mình muốn đòi họ đâu phải dễ đâu, họ cũng làm cho mình trầy da tróc giấy rồi mới trả chứ. Thôi thì tại sao mình không xóa luôn giờ đi? Mình xóa bây giờ là tại sao? Vì anh lấy tiền của tôi, chị lấy tiền của tôi, nhưng thật sự tới bây giờ tôi đâu có thiếu thốn, tôi vẫn cuộc sống tôi vẫn bình an. Nghĩa là tôi xem như là tôi đã cúng dường, tôi đã thân tặng cho chị, không nghĩ gì nữa hết. Như vậy để có tâm mình bình yên. Và nếu như có nhân quả nữa thì đời nào đời mình không có kết với người đó, mình không gặp nữa. Kết thì gặp nữa, tưởng sao đòi lại 20 bạc. Cho nên cực khổ lắm. Cho nên không cần. Có một vị Phật tử mới vừa rồi qua đi giảng á, thì cái cô này có hỏi Pháp Hòa vậy nè. Là bởi vì á, cô thắc mắc một điều là trên thế gian này người ta vẫn biết tiền của là vật ngoài thân, vậy mà tại sao có người bo bo giữ mà không cho. Cổ mới nói á, cái người đó hứa làm từ thiện với con, cúng 5,000 làm từ thiện, cuối cùng đổi lời hứa không đưa. Bây giờ con không biết làm sao con xả. Và hỏi Pháp Hòa chứ tại sao người ta vẫn biết đời này là vô thường, của cải là vật phù du, mà tại sao họ tiếc hoài, họ không có chịu đưa. Thì nếu mà trả lời mình nói trời ơi, người ta mới có hứa thôi, lời hứa mà bác cũng giữ hoài, bác không xả. Còn tiền người ta không xả là phải rồi. Chỉ ta có mới có hứa thôi mà mình cứ giữ hoài trong lòng mình không xả. Phải không? Thành thử ra trong cuộc sống chúng ta phải để ý cái đó. Nhiều khi chúng ta rất là đòi lại một cái nhỏ, để cuối cùng làm gì? Xài không được. Pháp Hòa ví dụ như á, hồi đó mình cho người ta mượn 100 đồng tiền Việt Nam. Giờ qua đây gặp, ê bữa tôi cho 100 đồng tiền Việt Nam trả lại. Người ta đưa mình 100 đồng tiền Việt Nam đâu có xài được ở Nhật. Thì cầm chi 100 đồng tiền đó mà lại mang tiếng đi đòi nợ người ta. Phải không? Mà cũng không xài được. Thì cũng giống trường hợp này. Thôi thì hôm nay cũng cảm ơn ấy gửi câu hỏi lên ha. Thì ấy cũng cố gắng trả lời cho ấy biết. Nếu mà được thì ấy bỏ qua luôn đi, cho nó vui nhà vui cửa nghe ấy. Rồi hết giờ rồi ấy ơi. Thôi thưa đại chúng, bây giờ cũng hết câu hỏi rồi. Thì Pháp Hòa xin cảm ơn, trước hết là con cảm ơn thầy trụ trì, chư tăng ni bổn tự, cũng như quý đồng quý Phật tử tại chùa Đại Nam đây đã hết lòng tạo duyên cho chúng con trong 2 ngày nay để có cơ hội thăm chùa và thăm quý Phật tử. Đặc biệt là cảm ơn quý đạo hữu, quý anh chị em Phật tử xa gần hay tin Pháp Hòa về đây. Trong suốt 2 ngày nay, các anh chị không quản ngại đường xa,
phơi nắng giày sành đạp sỏi về đây để mà cho Pháp Hòa được cái cơ hội thăm quý vị, chia sẻ quý vị, chúc cho quý vị được an vui. Quý vị có hoan hỷ vui vẻ không? Rồi, một phần.